cùng chúng tôi chắp tay niệm Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Phật. Mời quý vị ngồi. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa ni sư trụ trì, thưa quý vị đi chúng, thưa toàn thể quý Phật tử hiện diện trong đạo tràng. Vừa qua chúng ta đã học xong cái phần đối đáp của một số vị thiền sư và cái thi tụng của ngài Tuệ Trung Thượng Sĩ. Bây giờ chúng ta sẽ học đến cái phần thi ca, tức là những cái tác phẩm thơ ca của Tuệ Trung Thượng Sĩ. Có khi là tự ngài ngẫu nhiên ngài có những cái bài ca, bài kệ hoặc bài thơ. Thì cái bài đầu tiên là cái bài Phật Tâm Ca, tức là bài ca nói về tâm và Phật. Thì chúng ta sẽ bắt đầu chia sẻ cái bài đầu tiên này. Chúng tôi xin đọc cái phần chánh văn trước. Bài này cũng tương đối dài. Quý vị nghe chúng tôi đọc xong phần chánh văn xong rồi chúng ta sẽ từ từ phân tích. Phật, Phật, Phật không thể thấy. Tâm, tâm, tâm không thể nói. Nếu khi tâm sanh là Phật sanh, nếu khi tâm diệt là Phật diệt. Diệt tâm còn Phật chuyện không đâu. Phật diệt còn tâm khi nào hết? Muốn biết Phật tâm sanh diệt tâm, đợi đến sau này Di Lặc thuyết. Xưa không tâm, nay không Phật. Phàm thánh người trời như điện chớp. Tâm thể không thị cũng không phi. Phật tánh chẳng hư cũng chẳng thật. Bỗng dưng giấy, bỗng dưng dừng. Xưa qua nay lại huống nghĩ bàn. Đâu chỉ chôn vùi thừa tổ tông. Lại khiến yêu ma nhà mình lộng. Muốn tìm tâm đừng tìm ngoài. Bản thể như nhiên tự rỗng lặng. Niết bàn sinh tử buộc ràng suông. Phiền não bồ đề đối nghịch rỗng. Tâm tức Phật, Phật tức tâm. Diệu chỉ sáng ngời suốt cổ kim. Xuân đến tự nhiên hoa xuân nở. Thu về hiện rõ nước thu sâu. Bỏ vọng tâm giữ chân tánh. Như người tìm bóng mà quên kính. Đâu biết bóng có từ nơi gương. Chẳng rõ vọng từ trong chân hiện. Vọng đến không thật cũng không hư. Gương nhận không công cũng không thẳng. Cũng không tội, cũng không phước. Lầm sánh mani cùng bạch ngọc. Ngọc có vết trừ châu có tỳ. Tánh vốn không hồng cũng không lục. Cũng không được, cũng không mất. Bảy lần bảy là 49. Tam độc cứu tình nhật trong không. Lục độ vạn hạnh sống trên biển. Lặng, 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 chìm, chìm, chìm. Cái tâm muôn pháp là tâm Phật. Tâm Phật lại cùng tâm ta hợp. Lẽ ấy như nhiên suốt cổ kim. Đi cũng thiền, ngồi cũng thiền. Trong lò lửa rực một hoa sen. Ý khí mất thì thêm ý khí. Được nơi an tiện hải an tiện. Trao, 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 ói, ói, ói. Bọt trong biển cả nổi chìm rỗng. Các hạnh vô thường tất cả không. Linh cốt tiên sư chỗ nào thấy. Tỉnh, tỉnh, thức, thức, tỉnh, tỉnh.
Bốn gốc đạp đất chớ chinh nghiêng, người nào nơi đây tin được đến, trên đảnh Tỳ Lô cất bước đi. Sư hát một tiếng. Đây là cái bài thơ đầu tiên trong cái bộ ngữ lục của Ngài Tuệ Trung Thượng Sĩ. Ngài nói về, gọi là bài ca về tâm Phật. Cái bài này cũng được nhiều vị thiền sư chúng ta phổ nhạc. Thì đầu tiên là Ngài nói Phật, Phật Phật không thể thấy, tâm, tâm, tâm không thể nói. Tức là đầu tiên nói về Phật và tâm. Trước khi giảng bài này chúng ta cũng nói sơ qua về cái chữ tâm, chữ Phật của Tuệ Trung Thượng Sĩ nói ở trong cái bài này. Với chúng ta từ trước giờ chúng ta học thiền, chúng ta thường nói với nhau cái người có tâm có Phật, hoặc là có Phật tâm, hoặc là cái tâm này là Phật, cái Phật Phật này chính là tâm, vân vân. Nhưng mà ở trong cái bài này á, nếu chúng ta hiểu về chữ tâm của nhà thiền á, ví dụ như bây giờ quý vị đang ngồi ở đây, khi mà quý vị nghe một âm thanh, chúng ta liền cái gì? Liền rõ biết, đúng không? Rõ biết. Thì cái biết đó đó, cái biết đó nó chính là cái tâm của mình. Và cái rõ không lầm lẫn tức là cái Phật của mình. Phật tức là sự giác biết mà không lầm lẫn ở duyên cảnh. Thì vậy là mỗi khi chúng ta biết mà rõ ràng, thì vậy là lúc đó có Phật và có tâm hiện tiền. Mà ở đây Ngài Tuệ Trung Thượng Sĩ muốn khẳng định cái biết không lầm. Tức là Ngài đầu bài kệ Ngài nói là Phật, Phật, Phật không thể thấy. Bây giờ khi xảy ra bất kỳ một duyên cảnh nào mà chúng ta tiếp xúc trong cái rõ biết thường hàng đó, thì cái đó là cái gì? Cái Phật đó chúng ta thấy được không? Ví dụ như bây giờ mình đang thấy cái sự vật, thì cái sự vật đang bị chúng ta thấy là cái gì với cái gì? Cái sự vật là cái bị thấy, đúng không? Cái chúng ta là cái đang thấy. Cái đang thấy nó hay thấy sự vật, chứ sự vật không bao giờ thấy lại cái đang thấy cả. Có người lanh lợi nói là tôi đưa cái kiến cái tôi thấy được con mắt. Thấy được con mắt tức là chúng ta thấy được cái bóng đang thấy, đang chiếu soi của mình, chứ chúng ta cũng vẫn không thấy được cái đang thấy của chính mình. Cho nên cái giác này là cái hay giác biết, hay rõ ràng, mà cái hay rõ ràng là cái đó không ai thấy được. Đúng không? Ví dụ như bây giờ chúng ta có cái đang nghe, có bao nhiêu âm thanh chúng ta đang nghe rõ ràng, thì có ai nghe được cái nghe này không? Có ai nghe được cái nghe này không? Nhưng mà cái nghe chúng ta vẫn luôn luôn nghe bao nhiêu âm thanh xảy ra, vẫn luôn luôn rõ bao nhiêu âm thanh hiện hữu, thì cái rõ đó đó tức là cái biết mà không lầm duyên cảnh đó, tức là Phật. Ở đây Ngài Tuệ Trung Thượng Sĩ muốn nói là cái Phật đó không thể dùng mắt thường có thể thấy được. Có nhiều người nói mình thấy được tự tánh, nhưng mà có ai thấy được tự tánh không? Còn cái từ ngữ dùng để cho chúng ta biết rằng cái người đó là cái người tu tập, họ nhận ra được một cái gì đó. Chứ còn không ai mà tự thấy được con mắt của mình cả. Không ai thấy được điều đó. Nhưng mà con mắt mình có không? Có, vì nó đang thấy tất cả mọi cái. Cái mà thấy tất cả mọi cái không ai thấy được nó. Thì vậy ở đây Ngài Tuệ Trung Thượng Sĩ muốn khẳng định rằng cái giác này không phải là cái mà mắt chúng ta có thể đã thấy được. Cái Phật này không ai có thể thấy được cái mặt như mũi như thế nào. Nhưng mà đến một phen nào đó chúng ta lặn dứt hết tất cả những cái lầm mê trong sanh tử, thì cái đó nó rõ hơn. Rõ hơn là gì sao? Không phải là đợi tới cái lúc đó cái giác mình nó mới rõ hơn bây giờ. Chúng ta đừng nghĩ là sau khi mình dứt vọng niệm rồi cái mình sáng tỏ cái của mình. Xin thưa, cái giác này từ ngàn xưa cho tới khi mà quý vị thành Phật cũng vậy, không hơn không kém. Nhưng mà có điều á, lúc này mình không cảm nhận được, mình không nhận biết ra được, mình không hay ra được là vì sao? Vì mình còn nhiều cái riêng tư quá. Mình đang theo đuổi cái riêng tư của chính mình, cho nên mình ngỡ rằng cái Phật tánh nó lặng mất. Chứ còn cái Phật tánh không bao giờ lặng mất. Cái Phật, cái giác của chúng ta luôn luôn lộ liễu thường hằng. Như rồi chúng ta chợt bỏ qua, ý thức chúng ta làm việc nó nhanh quá, vừa chạm với trần cảnh là ý thức làm việc liền.
vừa xúc với duyên trần là nó làm việc liền, khiến là chúng ta nghĩ rằng Phật mình nó bị che khuất, chứ không phải. Cái mắt của Phật không có lấy cái gì mà che được. Thật ra ngày xưa cũng có một vị thiền sư nói chuyện mà chúng ta nghe vừa có một chút khôi hài mà vừa hết sức là đạo lý. Có một người hỏi thế nào là Phật, thiền sư trả lời là khắp đại địa này là con mắt của Sa Môn, có chỗ nào để cho ông ngồi xổm? Ngồi xổm là ngồi gì đó không? Rồi người ta ngồi xổm là đi thì chúng ta rất là ngại sợ người khác thấy đúng không? Nhưng mà bây giờ ông nói là khắp đại địa này là con mắt của Sa Môn, lấy chỗ nào cho ông ngồi xổm? Ý gì? Ngài muốn nói là khắp đại địa này là Phật. Đã là Phật rồi không có chỗ để cho cái ý thức của ông gặm nhấm. Ý thức ông gặm nhấm giống như là phân là bã rồi, là cái đồ bỏ đồ thừa rồi. Cho nên ông dùng cái ý thức để mà ông hiểu Phật là một sự sai lầm. Chứ Phật không thể thấy, không thể thấy bằng cái kiểu ý thức được, mà ông phải lặn hết ý thức thì tự động mình sẽ rõ thông, chứ không phải dùng cái hiểu để mà chúng ta hiểu về. Thì đây cái Phật là cái giác của chúng ta, không thể thấy bằng mắt thường, không thể dùng tâm thức để có thể hiểu được. Và tâm không thể nói được. Cái tâm mình họ có thể lý luận là có, là không, là đúng, là sai, là vàng, là trắng. Vừa có một cái duyên trần nó liền biết. Thì cái biết này lấy cái gì để nói? Lấy cái gì để biết được cái biết này? Nhưng mà có nhiều người ở tu rồi cho rằng mình phải quay về để mình nhận được cái biết của mình. Mình quay về để mình nhận được cái tánh của mình. Và lại cách dụng công là chúng ta phải dụng công thế này thế kia để chúng ta nhận được cái Phật, chúng ta nhận được cái tâm. Thật ra có một số bài giảng chúng tôi nói là không cần công phu á, có nhiều người hiểu lầm á. Cái nghĩ nói là mình người tu mà mình không cần công phu, tức là mình hết tu luôn rồi. Hết tu luôn rồi. Cái tu không phải là cái quay lại để xoay tìm bằng cái gọi là cái trí. Mình dùng cái trí mình quay lại để mình nhận tự tánh. Dùng cái trí mình quay lại để mình nhận cái biết của mình. Mình dùng cái trí mình quay lại để mình ngộ đạo vân vân. Tất cả những cái lối nói đó là một lối nói rỗng, không thật, không đúng. Ở đây chúng ta thấy vừa cái biết và cái giác biết này á, hai cái này nó gần như là một, nhưng mà nó không phải một. Tức là cái biết và cái giác luôn luôn hiện hữu nơi mình, không lầm. Không có ai lầm hết á. Không ai lầm. Ví dụ như ngồi đây một người hoàn toàn không có tu ngày nào, chưa có từng tụng kinh sám hối ngày nào, chưa có từng quy y Tam Bảo, chưa có gì hết. Thì bây giờ nghe một cái tiếng động ở đây, ví dụ như tiếng đùng ở đây xảy ra, thì họ ngồi đây với một người đã tu nhiều chục năm nghe tiếng động này khác nhau hay giống nhau? Không có khác nhau chút nào hết. Cái ban đầu để nhận biết duyên cảnh của chúng ta hoàn toàn không khác nhau. Đây là chỗ bình đẳng của mình và tất cả chúng sanh, cũng như của mình và tất cả chư Phật mười phương, không khác nhau. Nên như vậy là chúng ta liền rời cái chỗ đó để đi tới cái chỗ sai biệt. Thì lúc đó mình tùy theo duyên nghiệp mỗi người mà có cái sự nhận định khác. Mà cho tiếng đùng đó là một tiếng nổ gì đó, tiếng nổ đó là tiếng nổ của súng đạn, tiếng của đấm trống, tiếng gì gì vậy thôi, vân vân. Thì tất cả những cái nhận biết sai biệt đó chúng ta bắt đầu riêng, chúng ta sở hữu một cái kiến thức riêng thì mình mới bắt đầu riêng tư. Thì vậy là ngay từ đầu cái chữ Phật và chữ tâm ở đây, Ngài Từ Trung Thượng Sĩ nói là cái đó mắt không thể thấy được, cái đó miệng chúng ta không nói tới được, không thể nói được. Vì sao? Vì tất cả những cái biết nói đều xuất phát từ đâu? Ví dụ như giờ chúng ta muốn nói thành ngôn ngữ thì nó xuất phát từ đâu? Từ tâm, từ tâm của mình. Tâm sanh ngôn ngữ, chứ ngôn ngữ không bao giờ sanh được cái tâm. Đây là điều mà chúng ta phải thấy. Ví dụ như mình muốn nói cái gì thì cái đó nó xuất phát từ đâu? Từ tâm. Từ tâm chúng ta bắt đầu nó mới sanh khởi ý niệm, nó mới ra thành lời nói, thành ngôn ngữ. Chứ cái lời nói không thể nói được cái tâm. Dù có khéo diễn dịch cỡ nào thì chúng ta diễn dịch 50-70% là giỏi lắm rồi. Thành ra là ở đây Ngài nói là cái tâm thì sanh lời nói, chứ cái tiếng nói không thể rọi được cái tâm của chúng ta. Cho nên cái tâm không thể nói, Phật thì không thể thấy, tức là cái biết, cái giác của chúng ta là không thể thấy bằng mắt. Và cái ngôn ngữ không thể nói được cái tâm. Thành ra khi mọi người biết nói là cái gì? Là tâm nói. Nghi người biết, giác biết tất cả duyên cảnh là gì? Là Phật giác, Phật biết và tâm nói.
ra nếu mà ở đây chúng ta nói chúng ta thấy được Phật thì chúng ta thấy cái gì? Thì chúng ta thấy cái bóng, thấy cái huyễn giả cho ta không thấy được Phật. Phật hay thấy, nhưng mà cái thấy không thể thấy được Phật. Phật hay biết chứ cái biết không thể, cái nói Phật hay biết nói chứ cái nói không thể biết được, không thể nói được. Ngược lại, cho nên mắt chúng ta hay thấy chứ cái sự vật không thể thấy được con mắt. Chúng ta nên hiểu những điều này. Thật ra là cả cái bài này Ngài Tổ Trung Sĩ muốn diễn dịch cái chỗ này, muốn nói lên cái sự thật của Phật và tâm của mình. Phật là cái giác rõ ràng, hai cái giác. Tâm là cái biết. Cái biết nói và cái giác, hai cái này nó lồng bóng trong nhau, nó không có rời nhau. Do đó mà liền có cái biết, cái giác thì ngay lúc đó là có tâm. Mà lúc có tâm thì có giác, lúc có giác thì có tâm. Tức có biết thì có giác, lúc có giác thì có biết. Có giác có biết hiện tiền đó thì Phật tâm liền sanh ra. Mà cái giác biết nó luôn luôn là hiện tiền, nhưng mà mình bị lầm, mình không nhận ra, cho nên mình bị trôi lăn trong sanh tử thôi. Cho nên ở đây Ngài nói tiếp là nếu khi tâm sanh là Phật sanh, nếu khi Phật diệt là tâm diệt. Cái lúc mà hoàn toàn không còn giác biết nữa thì thành cái gì? Thành không ngơ. Cái lúc chúng ta công phu mà đến mức độ mà chúng ta hoàn toàn không ngơ, lơ lơ, lửng lửng, chúng ta không có còn biết, chúng ta không có còn giác nữa, thì lúc đó gọi là gì? Khi tâm sanh là Phật sanh, nhưng mà khi đó tâm diệt là Phật diệt. Tức là chúng ta có một lúc nào đó chúng ta dụng công đến mức độ mình ngơ ngơ, mình không biết, thì lúc đó là gì? Là tâm diệt. Thành ra người nào mà dụng công tới mức độ mà cái tâm hoàn toàn không có còn biết nữa, mình nghĩ là mình công phu tốt, nhưng mà đó là một bước sai lầm lớn. Các vị thần sư chưa bao giờ chỉ chúng ta một cái cách công phu mà mất đi cái giác biết thường hằng của mình. Chỉ trừ những người mà họ không có rõ về chánh pháp, họ bắt người khác phải tu đến mức độ mà hết biết cái chuyện ngoài, hết biết chuyện ở trong, hết biết tâm, hết biết Phật luôn, thì cái người đó sẽ đi lệch con đường giác ngộ của Phật. Cho nên là nếu mà tâm sanh là Phật sanh, tức là biết, có biết thì có giác thì có biết. Khi tâm diệt thì Phật diệt. Mất đi cái giác biết đó thì chúng ta là một cái người đi vào lầm lẫn lớn của cuộc đời của mình. Diệt tâm còn Phật chuyện không đâu, diệt Phật còn tâm khi nào hết. Muốn biết Phật tâm sanh diệt tâm, đợi đến sau này Di Lặc thuyết. Tức là nếu mà mình nói mình diệt cái tâm mà còn cái Phật á, thì là cái chuyện hoàn toàn nó không có. Mà diệt cái Phật còn cái tâm thì không bao giờ hết được. Tức là cái giác ở chúng ta không bao giờ bị sinh tử luân hồi, cho nên muốn dứt trừ cái giác là cái chuyện hoàn toàn không có. Muốn dứt từ cái biết thì chuyện cũng không thể có luôn. Cho nên nếu mà dứt trừ cái biết hoặc dứt trừ cái giác là một cái việc rất là sai lầm của mọi người công phu tu tập. Cho nên ở đây Ngài Tổ Trung Sĩ nói là diệt tâm còn Phật là chuyện không có rồi, chuyện không đâu. Diệt Phật còn tâm là khi nào hết. Tức là bỏ đi cái giác mà còn cái tâm hoàn toàn không có. Giống như bây giờ chúng ta thấy rằng cái tâm mình nó vọng động, mình bắt đầu mình dụng công, mình dụng tâm, mình tu tập để mình trừ, mình khử, mình đè, mình dẹp cái vọng động đó. Thì cái người mà trừ khử để diệt trừ cái tâm vọng động giống như là một người đi ra biển à. Có mỗi một cơn sóng xảy ra cái chúng ta là dùng cái gì? Chúng ta hớt bỏ cái cơn sóng đó. Cứ nổi sóng là chúng ta lấy cái gì? Chúng ta diệt trừ cái cơn sóng biển đó. Dù chúng ta có hút hết tất cả những cái cơn sóng giữa đại dương này thì chúng ta còn lại cái gì? Còn lại cái chỗ khô không nước và không sóng. Đúng không? Nếu chúng ta muốn không có sóng. Thật ra là một cái việc làm không thể có xảy ra trong cuộc đời này, giống như cái người ra giữa biển mà muốn cho sóng lặng là một điều sai lầm. Diệt Phật còn tâm khi nào hết, muốn biết Phật tâm sanh diệt tâm, đợi đến sau này Di Lặc thuyết. Tức là dù quý vị có dụng công cái kiểu mà diệt Phật, diệt tâm kia, thì cho tới khi nào mà Phật Di Lặc ra đời nhổ trọc cái lông ngót của mình đi nữa, mình làm cũng không có xong. Tức là việc làm rất là phù phiếm. Xưa không tâm, nay không Phật, phàm thánh người trời như điện chớp. Mà khi chúng ta đạt tới cái chỗ mà rõ ràng, rộng lặng á, thì cái từ tâm và từ Phật lúc đó nó hoàn toàn không có xảy ra. Bây giờ nói với nhau trong cái dòng tâm thức này thì mình nói là có tâm và có Phật. Nhưng mà sự thật cái chữ tâm và cái chữ Phật á, nó vốn rỗng, nó chỉ là như vậy thôi. Ví dụ như bây giờ chúng ta nói một ngôn ngữ thì ngồi tại đây tất cả mọi người đều rõ biết như vậy.
Thì cái rõ biết đó mình cho là Phật, mình cho là tâm. Chứ cái rõ biết nó giống như vậy thôi, nó không phải là Phật, nó cũng không phải là tâm, nhưng mà nó luôn rỗng lặng và rõ biết như vậy. Nhưng mà đối với người của chúng ta, đối với đời phàm, người phàm của chúng ta, là chúng ta dùng tạm cái ngôn ngữ có Phật có tâm để chúng ta có một cái chút khái niệm cái đó là cái gì. Tức là chỉ nói về cái đó là cái gì để mọi người đều có cái khái niệm là cái đó là giác, cái đó là biết, cái đó là cái gì đó, cái đó là tri, cái đó là tính giác của mình, cái đó là Phật tánh của mình, vân vân. Đó là chỉ là cái ngôn ngữ thôi. Cho nên nó là từ xưa giờ nó vốn không phải là tâm, nó cũng không phải là Phật, mà nó vốn là như vậy. Mọi duyên, mọi cảnh đều hiện ra trong cái rõ biết như vậy, để rồi cái như vậy đó mình tạm đặt tên là Phật, là tâm thôi. Phàm thánh trời ngươi là cái dòng sanh tử của chúng ta. Đối với Ngài Tuệ Trung Thượng Sĩ nói là sao? Giống như điện chớp. Mình bây giờ á, mình sống một đời sống 70 năm đối với chúng ta, 80 năm hoặc là 100 năm đối với chúng ta thấy nó là gì? Là dài, đúng không? Thì khi mình nhìn thấy con, người ta gọi là cái con phù du, ban đêm mình đúc đèn cái nó bay bay vô một chút cái nó chết á, thì mình thấy cái mạng sống của nó là sao? Nó ngắn. Trong một chớp mắt là nó có thể là nó hết đi một đời của nó rồi. Chỉ trong một chớp mắt của mình thôi, hết đi một đời của nó. Nhưng một đời đó thì nó cũng sanh ra, nó lớn lên, nó già và nó chết. Nó cũng trọn vẹn một cái chu kỳ sống giống như mình nữa. Nhưng mà thời gian nó ngắn hơn mình, thì mình cho rằng cái phù du là một cái kiếp huyễn, nó giả, nó tạm có rồi nó mất. Nhưng nếu chúng ta lên tới cõi trời dục giới cao hơn chúng ta một chút, thì một ngày, một đêm của cõi trời dục giới có khi bằng cả năm của mình dưới này. Thật ra họ sống mới mấy chục ngày là mình đã đi hết đời rồi. Thì ở trên đó họ coi rằng cái kiếp sống của loài người nó như phù du mong manh. Lên tới cõi trời sắc giới một cái là họ chưa sống được một ngày nữa mình mất mạng rồi. Lên cõi trời vô sắc là chưa được một tiếng đồng hồ của họ là mình hết đời rồi. Và lên tới cái cõi của các vị thanh văn, các vị bồ tát nữa thì không bàn nữa rồi. Có khi là chúng ta sanh tử cả ngàn đời thì bằng trên kia có một khoảnh khắc nhỏ thôi. Vì vậy là đối với chư thiên thôi đã nhìn thấy cõi trời chúng ta ngắn ngủi rồi. Thì cho nên ở đây mà nhìn theo cái nhìn của tự tánh, nhìn theo cái nhìn của các cặp bậc bồ tát, những người ngộ đạo thì sao? Phàm thánh người trời như điện chớp. Đối với các vị, cái việc sanh tử trong lục đạo này giống như một cái, chúng ta chạm hai dây điện nó xẹt một cái vậy đó. Chúng ta nhìn thấy trời mưa ở ngoài trời, sấm chớp xẹt một cái vậy đó, là xong rồi đó. Vì vậy đối với người giác ngộ là xét cái đời sống này sao? Nó chỉ là một cái chớp mắt thôi, nhanh như một cái chớp mắt, như điện xẹt vậy thôi, chứ không có lâu dài. Nhưng mà với chúng ta, mình thấy mình phải nói là dùng cái từ là e ạch kéo qua một cái đời của mình nhiều chục năm, đúng không? Bây giờ có những người mà đã mang cái thân suốt 5-60 năm rồi, và cái thân này nếu lúc này bắt đầu nó yếu xuống, nó bệnh tật, nó khổ sở, mà chúng ta còn tưởng tượng là mình sẽ mang cái thân này thêm 50 năm nữa như vậy, thì mình thấy một chuỗi dài đau khổ với chính mình. Mình qua một ngày yếu đuối bệnh hoạn thì chúng ta mới thấy rằng cuộc đời này nó dài dẳng. Qua một đêm chúng ta mất ngủ thì chúng ta bắt đầu mới thấy đêm nó dài, vân vân. Thì với cái nhìn của mình ở trong cái tâm thức của kiếp người á, thì với 50-70 năm là dài. Nhưng mà các vị thánh nói chuyện của mình 100 năm, 1000 năm như cái chuyện khải móng tay các vị thôi. Thì ở đây á, nhìn theo cái thấy nhìn của một cái người giác ngộ như Ngài Tuệ Trung Thượng Sĩ, thì Ngài cho là ngay cả phàm thánh luôn, người trời, tức là cõi mình rồi cõi trời, rồi thậm chí là cõi thánh, nó cũng chỉ là một cái chuyện phù du quyển quá, như điện chớp, điện sẹt thôi, chứ không có gì lâu bền hết. Tâm thể không thị cũng không phi, Phật tánh chẳng hư cũng chẳng thật. Cái tâm thể của mình từ xưa giờ nó không có phải, nó cũng không có trái, nó không có đúng, nó không có sai, không có hay, không có dở, không có hai bên, không có hai đầu, không phải là sự phân biệt. Tâm thể mình vốn phú trùm, ở nơi có nó cũng gì? Nó cũng biết. Ở nơi không nó cũng biết, ở nơi phải nó cũng biết, ở nơi quấy nó cũng biết, ở nơi đúng nó cũng biết, ở nơi sai nó cũng biết. Ví dụ bây giờ chúng ta thấy cái này là đúng, thì nếu mà tâm thể chúng ta ở bên đúng thì hồi cái sai nó không biết, đúng không? Nhưng mà hồi sai nó cũng biết cái này sai, rồi hồi cái kia phải mình cũng biết cái này phải, cái kia quấy mình cũng biết cái này quấy.
Tức là cái biết phải biết quấy thì nó không phải là cái phải mà cũng không phải là cái quấy. Cái không phải phải, không phải quấy, không phải đúng, không phải sai. Tâm thể của mình nó vốn ở nơi hai cái, rõ biết nơi hai cái đúng và sai. Cho nên là từ xưa giờ tâm thể chúng ta không phải là thị, tức là không phải là phải, không phải là phi, tức là không phải là quấy. Phật tánh chẳng hư cũng chẳng thật. Bây giờ nói nó là thật á thì đem ra không có thể chứng minh được, đúng không? Nói như thế nào thì mình không thể chứng minh bằng khoa học được. Nếu mà nói nó không có thì không phải. Lúc nào nó cũng rõ biết. Bây giờ muốn đem cái rõ biết ra để chứng minh với thiên hạ chúng ta chứng minh ha. Hư thì cũng không đúng mà thật thì cũng không phải. Thì thật nó hiện tiền để chúng ta có thể nắm bắt được thì chúng ta hoàn toàn không nắm bắt được. Nhưng mà nói nó không có là không có đúng. Nó có nhưng chúng ta không có nắm bắt được. Giống như cái gì? Nhưng bây giờ có điện á thì cái đèn cái quạt nó quạt. Nhưng mà nói điện là cái gì có ai có thể nắm bắt được không? Không được. Nó là một cái gì đó, một cái năng lực gì đó mà nó tạo thành cái quạt, nó tạo thành cái đèn, nó tạo thành bất kỳ một cái vật dụng gì liên quan để chúng ta có thể sử dụng mà chúng ta biết rằng chúng ta xài cái đó là xài điện á. Nhưng mà nói điện là cái gì thì không ai biết. Có khi chúng ta chạm tới thì bị nó giật, đúng không? Có khi giật chết người, nhưng mà ai mà nhìn thấy điện là cái gì? Không ai nhìn thấy được hết. Nhưng mà có cách để họ thu điện để làm một cái dòng điện cho chúng ta nấu cơm, nấu nước, là bật đèn, làm quạt, vân vân, tất cả mọi cái. Nhưng mà muốn chứng minh điện là cái gì, muốn nói điện là cái gì thì không được. Nó là một cái gì rất là hư. Mà đầy hư không này là điện. Điện không này là điện. Là những người biết sử dụng năng lượng điện đó thì họ làm kiểu này kiểu kia để họ thu gom điện về thôi. Thì Phật tánh chúng ta nó cũng trùm khắp như vậy. Nếu một người nhận được tánh thì tự động họ có năng lực bất khả tư nghị. Còn một người mà không nhận được á, không ngộ được tự tánh của mình thì chúng ta là một người phàm phu, xài cái khả năng rất là nhỏ nhiệm. Giống như mình á, cái người mà nông dân ở mình chỉ biết là câu điện vô nhà rồi chỉ xài quạt rồi xài đèn hoặc nấu cơm nấu nướng là cùng. Cái khả năng của chúng ta chỉ tiêu xài điện chừng đó thôi. Nhưng mà người giỏi về điện á thì họ có thể xài điện đủ kiểu đủ thứ, phải không? Và họ thậm chí còn chế biến được. Như họ tạo thành nguồn nước cũng chế biến được, họ đốt lửa, họ đốt lò than, họ cũng tạo thành điện được. Có những cái đập thủy điện hoặc là điện họ sản xuất bằng than đá, họ nấu lên để họ tạo điện, vân vân. Tức là người hiểu biết rồi họ có thể sử dụng mọi cái, và rồi điện đó họ sẽ xài rất là nhiều công việc khác nữa. Bỗng dưng giấy, bỗng dưng dừng, xưa qua nay lại luống nghĩ bàn. Tức là cái tâm kia bỗng dưng nó dấy khởi, và bỗng dưng nó dừng lại. Thì cái sự qua lại xưa nay á, thì chúng ta đã từng nghĩ tới, chúng ta đã từng bàn tới rất là nhiều, chúng ta đã từng thấy biết những cái việc này. Nhưng mà nếu mà chúng ta đã từng dấy khởi rồi á, thì thứ nhất là ngài nói là đâu chỉ chôn vùi thừa tổ tông, lại khiến yêu ma nhà mình lộng. Tức là cái lúc mà tâm chúng ta dấy khởi á thì sao? Chúng ta đã quên đi cái tổ tông của mình. Tức là khi mà cái tâm chúng ta vọng động thì sao? Chúng ta quên hẳn đi cái thấy biết hiện tiền này của chính mình. Thì lúc đó là đối với tổ tông chúng ta quên. Thành ra là đâu chỉ chôn vùi thừa tổ tông. Tức là khi mà cái tâm chúng ta bỗng nhiên dấy khởi và chúng ta theo cái sự giấy khởi đó để chúng ta hiểu biết, theo cái giấy khởi đó để chúng ta hành động, theo cái giấy khởi của tâm để chúng ta buồn thương giận ghét, thì chúng ta lại quên tổ tông, quên cội nguồn, tức là quên cái chỗ xuất phát của nó. Và lúc đó là yêu ma nhà mình lộng, tức là lại khiến yêu ma nhà mình nó lộng khởi. Tức là chúng ta thương, chúng ta ghét, chúng ta buồn, chúng ta giận, tức là chúng ta đi sâu vào cái con đường sanh tử của mình. Còn nếu mọi người mà khi mà cái tâm bỗng nhiên giấy, bỗng nhiên dừng đó mà chúng ta biết được, thì chúng ta không quên tổ tông cội nguồn, chúng ta có biết được tất cả mọi cái đều sinh ra từ đâu, từ cái gì mà có cái tâm giấy khởi này, từ cái gì mà cái tâm này nó lặn xuống. Nếu chúng ta rõ biết như vậy, tức là chúng ta không quên cái tổ tông cội nguồn và không bị yêu ma quấy lộng nhà mình. Muốn tìm tâm đừng tìm ngoài, bản thể như nhiên tự rộng lặng. Tức là chúng ta không thể nhìn bên ngoài để mà tìm tâm của mình. Thì chúng ta thấy là cái giai thoại mà khi ngài Trần Nhân Tông đó, khi học đạo với ngài Tuệ Trung Thượng Sĩ, tức là vua Trần Nhân Tông của chúng ta học đạo Tuệ Trung Thượng Sĩ, có một lần
Vua hỏi Ngài Tỳ Trung Thượng Sĩ về cái chỗ đạo lý này. Hồi trước chúng ta có đọc qua, chúng ta thấy là khi Ngài Trần Nhân Tông hỏi sao? Thế nào là cái phận sự gốc của mình? Thì Ngài Tỳ Trung Thượng Sĩ trả lời là sao? Phản quan tự kỷ bổn phận sự, bất tùng tha đắc. Tức là quay lại nhìn mình là cái phận sự gốc, không thể do bên ngoài mà tìm được. Cho nên nếu mà muốn tìm tâm thì không, đừng có tìm bên ngoài. Đừng tìm bên ngoài, giống như sáng là chúng ta tìm thấy cái hang tùng nhúc nhích Phật tắm chỗ nào á, tức là chúng ta đã tìm bên ngoài. Tìm bên ngoài thì không thể thấy được tâm của mình. Tại tâm của mình là cái hay biết rõ ràng, cái hiện hữu hay biết rõ ràng là cái từ ở nơi cái nguồn tâm xuất phát. Ra là muốn biết được cái tâm đó phải nhận từ cái nguồn hay biết này. Bắt đầu chúng ta khởi nghĩ, chúng ta sẽ nhận. Giống như có một cái vị tổ sư nói là sao? Tâm theo muôn cảnh chuyển, chỗ chuyển thật kính sâu, theo nguồn mà nhận được tánh, không buồn cũng không lo. Tức là chúng ta phải làm sao theo cái duyên cảnh đó, tâm thì theo duyên muôn cảnh nó chuyển. Nhưng mà chỗ chuyển nó thật là kính sâu, chứ nó không phải là cái lộ liễu bên ngoài mà chúng ta có thể dễ thấy được. Nhưng mà chúng ta theo cái vận chuyển đó, chúng ta trở về nguồn thì chúng ta sẽ nhận được cái nguồn tâm, tức là tự tánh của chính mình. Và khi nhận được rồi thì chúng ta sẽ hết buồn, hết lo. Cho nên chỗ này Ngài nói là không tìm tâm thì không thể tìm ngoài. Bản thể như nhiên tự rỗng lặng. Nếu chúng ta mà còn lao tìm bên ngoài thì chúng ta lại tiếp tục dày thêm cái sinh tử của mình. Càng hiểu biết thêm chút thì càng thêm một chút vọng niệm. Càng hiểu biết thêm một điều thì chúng ta thêm một điều vọng niệm. Tức là càng kiến thức nhiều thì vọng tưởng càng dày thêm. Còn nếu chúng ta bớt đi cái sự tìm cầu bên ngoài, hoặc là chúng ta lặng dứt sự tìm cầu bên ngoài, thì chúng ta sẽ bỗng nhiên nhận được bản thể như nhiên. Từ xưa tới giờ nó vốn rỗng lặng. Thì bây giờ mình nghe cái bản thể như nhiên của mình vốn tự rỗng lặng rồi, thì bây giờ không có tìm bên ngoài mà mình còn làm gì nữa? Diệt trừ cái vọng niệm, đúng không? Để chi? Để chúng ta hết đi những cái vọng khởi này, để chúng ta nhận được cái bản thể như nhiên tự rỗng lặng. Có phải không? Thật ra là khi đọc thiền sư có những cái câu nói khiến cho người ta có thể bị lầm. Nghe nói cái bản thể rỗng lặng, thì giờ muốn hòa hợp được cái bản thể rộng lặng này thì chúng ta phải bắt đầu tu. Bắt đầu tu là bắt đầu gì? Bắt đầu diệt trừ những cái chợt khởi nơi tâm của chúng ta. Tức là diệt trừ vọng niệm, diệt trừ tâm thức của mình để mình có thể nhận được cái bản thể rộng lặng này. Đây là một cái điều mà nó lầm lẫn của một số người công phu tu thiền. Ra Ngài muốn nói cái bản thể như nhiên tự rộng lặng này, tức là Ngài muốn nói là cái tự tánh chúng ta nó từ ngàn xưa tới bây giờ nó vốn rộng lặng rồi. Không phải do tìm cầu bên ngoài mà được, không phải do tìm cầu ở trong tâm chúng ta mà được. Vì cái sự rỗng lặng nó vốn là rỗng lặng, rõ biết và chiếu soi. Chỉ khi chúng ta không mê lầm đuổi theo vọng niệm nữa là đủ. Giống như hồi trước chúng tôi có một cái ví dụ á. Bây giờ mình đã chạy ra ngoài đường, mình chạy xa quá rồi, mình mệt quá rồi, mình cứ than người này là tôi chạy vậy tôi khổ lắm, làm sao cho tôi trở lại nhà, làm sao cho tôi hết mệt. Thì có một người trí nói với mình là muốn hết mệt cứ đứng lại thôi. Nhưng người này không chịu, nó là tại tôi chạy xa nhà quá, bây giờ nếu tôi đứng lại làm sao tôi hết mệt, phải chạy sụt lui về tới nhà mới hết mệt. Khi nào chúng ta chạy sụt lui về tới nhà chúng ta thì chúng ta mới chấp nhận là mình đứng lại. Chứ còn mình đang chạy ù như vậy mà mình đứng lại là mình không có chịu, là mình hết mệt. Đó là cái kiểu công phu của chúng ta. Một người phải chạy sụt lui về tới nhà mới chấp nhận là mình hết mệt á. Đó là cái cách mà chúng ta đã từng mình dụng công trừ khử vọng niệm theo kiểu mình từ trước đến giờ. Chạy thì sụt lui thì rất là nhọc nhằn, chạy tới thấy vậy chứ dễ hơn chạy sụt lui á. Rồi người khéo biết chúng ta chỉ cần đứng lại thôi, chúng ta hết mệt thì lúc đó chúng ta thông thả quay lại. Chúng ta muốn đi kiểu nào cũng có thể tới nhà mình hết, tại vì mình đã khỏe rồi. Chúng ta chỉ dừng lại thôi là chúng ta đã hết mệt. Thì giờ cái hết mệt nó vốn sẵn có ở cái nơi người không cuồng loạn chạy xe vọng niệm nữa, chứ không phải là chúng ta dứt trừ tất cả vọng niệm. Không phải như vậy. Cái vốn rỗng lặng thanh tịnh rõ biết chúng ta là cái luôn luôn có, luôn luôn hiện hữu với chính mình.
Bây giờ niết bàn sanh tử buộc ràng luôn, phiền não bồ đề đối nghịch rỗng. Đối với chúng ta đã từng chìm nổi trong sanh tử á, tâm chúng ta còn thấy có sanh tử là thiệt, có niết bàn là thiệt á, là một sự ràng buộc với chính mình. Chúng ta cố gắng tu tập để diệt trừ sanh tử để chúng ta đạt được niết bàn, thì nó trở thành một cái sự ràng buộc nơi chúng ta. Nhưng mà thật sự với cái người mà thấu suốt chân lý thì họ thấy sanh tử và niết bàn là gì? Phiền não bồ đề là một sự đối nghịch mà là rỗng. Chứ nên không có thật. Sanh tử cũng là rỗng mà niết bàn nó cũng không thật. Khi một phen chúng ta thấy sinh tử và niết bàn không thật thì lúc đó chúng ta sẽ sao? Tự nhận được bản thể như nhiên, tự rỗng lặng của chính mình. Còn khi mình thấy cái sanh tử này là đúng, là sai, là hay, là dở, là phải, là trái, là một cái gì quá khổ với chính bản thân mình, và mình bắt đầu tìm con đường thoát cái sinh tử khổ này. Tất cả chúng ta tu, nếu mà bây giờ chụp mình lại để hỏi mình tu để làm gì, thì mình nói mình tu để làm gì? Để được thoát ly sinh tử, đúng không? Được chứng quả niết bàn, đúng không? Bây giờ nếu mà hỏi chúng ta tu gì, chúng ta có câu khác để trả lời không? Có câu nào để trả lời ngoài cái câu mà tu để thoát ly sinh tử chứng quả niết bàn? Chưa rõ. Vì sao? Vì chúng ta vẫn còn thấy sinh tử này là thiệt và thấy niết bàn là thiệt. Nhưng mà một người thực sự giác ngộ thì thấy sinh tử và niết bàn là một sự đối nghịch rỗng. Như có sinh tử cho nên Phật mới phương tiện là cảnh giới niết bàn. Đó là một cái loại phương tiện trong lúc mà cái người còn bị lầm trong sinh tử. Chứ còn sanh tử thực sự nó là rỗng, và niết bàn nó cũng không thật. Một phen nào chúng ta thấy rõ ràng niết bàn và sanh tử là cái gì đó nó không còn quan trọng nữa, thì chúng ta mới có một mắt huệ thật sự. Với cái chuyện sanh tử ngàn kiếp với mình, nó chỉ là cái chuyện khải móng tay thôi, không có gì là lớn. Nhưng mà cái hồi tu của mình đó, sanh tử là sự đại, phải không? Sanh tử là thực sự là sự đại. Lúc nào chúng ta cũng kề kề bên mình cái việc giải thoát được sanh tử. Nhưng mà khi chúng ta chạm tới cái chỗ đó rồi thì sanh tử liền biến thành rỗng, và niết bàn cũng không thật. Thì họ không có cần phải trụ niết bàn, họ không cần phải trụ sanh tử, mà có một cái đang biết trụ niết bàn, biết trụ sanh tử, cái đó mới là cái thật. Còn sanh tử hay niết bàn đều không thật. Tâm tức Phật, Phật tức tâm, diệu chỉ sáng ngời suốt cổ kim. Thì hồi nãy mình thấy rõ ràng là tâm Phật là không có lìa nhau được. Cho nên cái sanh tử và niết bàn cũng như cái Phật và cái tâm, nó tâm này nó tức là Phật. Nếu mà cái tâm chúng ta rõ biết rỗng lặng, không có sanh tâm phân biệt, thì tâm đó chính là tâm Phật. Và cái giác ngộ rõ ràng hay biết tất cả duyên cảnh, thì cái Phật đó tức là cái Phật tâm của mình. Cái tâm đó tức là cái tâm Phật của chúng ta. Thì từ xưa tới giờ á, cái đó nó luôn luôn rạng ngời, tức là diệu chỉ sáng ngời suốt cổ kim, tức là từ xưa cho tới bây giờ cái này chưa từng thay đổi. Cho nên chúng ta thấy là khi mà Ngài Lục Tổ Huệ Năng ngộ đạo thì Ngài liên tục nói cái câu gì? Nào ngờ, đúng không? Tức là lần đầu tiên Ngài ngộ đạo á, trong lúc Ngài đóng củi thì Ngài nghe tụng Kinh Kim Cang tới cái câu bất ân trụ sắc sanh tâm, bất ân trụ thanh hương vị xúc pháp sanh tâm, ân vô sở trụ nhi sanh kỳ tâm. Thì Ngài ngộ, Ngài nhận ra được là từ xưa nay mình có cái tâm rỗng lặng không bị sanh diệt. Cho nên khi Ngài làm bài kệ để đối đáp với thần Tú là Ngài nói cái câu là sao? Xưa nay không một vật chỗ nào dính bụi nhơ. Giai đoạn đầu Ngài bước tới chỗ này. Nhưng mà sau 8 tháng giả gạo rồi á, thì Ngài thấy biết sâu hơn. Cho nên khi được vào thất riêng của Ngũ Tổ, Ngũ Tổ cũng giảng lại đoạn Kinh Kim Cang đó, thì Ngài bật ngộ. Và Ngài hòa lên, Ngài la lên là: nào ngờ tự tánh xưa nay vốn tự thanh tịnh. Tức là lúc này Ngài nhận thấy rõ ràng tự tánh xưa nay vốn tự thanh tịnh, chứ không phải là do tu tập, không phải là do dụng công, không phải là do mình thiền định vân vân. Tự tánh vốn tự thanh tịnh từ ngàn xưa tới giờ. Nào ngờ tự tánh chúng ta hay sanh muôn pháp, nào ngờ tự tánh chúng ta vốn tự đầy đủ, và nào ngờ tự tánh chúng ta vốn chưa từng sanh chưa từng diệt. Tức Ngài thấy rất rõ ràng về cái chỗ không sanh không diệt của chính mình. Thành ra chỗ tâm tức Phật của mình là chỉ một phen chúng ta tự thức ngộ nhận ra, chứ không phải là do bất kỳ mỗi dạng công phu nào. Cho nên nó là tự tánh xưa nay vốn tự thanh tịnh. Cái diệu chỉ này nó sáng ngời từ ngàn xưa cho tới bây giờ, chỉ vì chúng ta lầm theo vọng niệm mà thôi.
Khi nào chúng ta hết có muốn làm theo vọng niệm đó thì chúng ta tự rõ biết, tự rỗng lặng thênh thang, chứ không có phải là do chúng ta thêm cái gì và không cần chúng ta bớt cái gì. Nếu mà chúng ta nghĩ rằng chúng ta dụng công để chúng ta bớt được một chút gì ở nơi mình ra, để cho cái tâm mình được sáng, hoặc là chúng ta thêm chút gì vô để cho cái trí mình được sáng á, thì đó là cái thái lầm. Nếu mà thực sự hỏi lại thì nếu chúng ta bớt thì bỏ ở chỗ nào, và nếu mà chúng ta thêm vào chúng ta để ở đâu? Không thể bớt, không thể thêm được nơi cái cuộc sống hiện tiền này. Ví dụ như bây giờ chúng tôi nói một tiếng Phật, quý vị nghe liền tiếng Phật đó, thì chúng ta có thể thêm, có thể bớt gì về cái chữ Phật này được không? Ai có thể làm được không? Ngay cái tiếng Phật này chúng ta cũng không thêm được, không bớt được. Chúng ta không làm cho nó nhanh hơn và cũng không làm cho nó chậm hơn. Nó vốn là như vậy thì chúng ta chỉ như vậy mà rõ biết nó thôi. Chứ chúng ta thêm cũng không được, chúng ta bớt cũng được. Làm cho nó cấu nhiễm cũng không được, làm nó thanh tịnh hơn cũng không được. Nó vốn là như vậy. Cho nên là mọi cái nó vốn là như vậy, sáng suốt rõ ràng từ ngàn xưa, từ cổ tới kim rồi. Xuân đến tự nhiên hoa xuân nở, thu về hiện rõ nước thu sâu. Nhưng chỗ này á, nếu chúng ta còn tiếp tục lao trong sanh tử không chịu dừng thì sanh tử sẽ tiếp nối với mình. Nhưng mà mình không tiếp tục lao xa sanh tử nữa, tức là mọi duyên khi mà lục căn chúng ta tiếp xúc, chúng ta chỉ rõ ràng hay biết như vậy mà chúng ta không lao theo nữa đó, thì đến một lúc nào đó xuân đến là tự hoa xuân nở. Không cần chúng ta tìm cầu, nhưng mà tới tuyết xuân đến thì hoa xuân nó sẽ tự nở ra. Khi đến mùa thu thiện rõ nước thu sâu. Bình thường chúng ta thấy nước sâu hay nước cạn? Như khi mà một cái con kênh của mình ở đây, con rạch của mình ở đây á, thường thường nó là nước đục cho nên chúng ta không có thấy được tới đáy đâu. Nhưng bên Trung Quốc cái mùa thu á, mùa thu là cái mùa mà trời trong, mây tạnh và nước rất là trong, cho nên chúng ta thấy được tới cái đáy của sông, của nước. Cho nên là tới mùa thu là hiện rõ nước thu, nó sâu, nó rất là sâu. Tức là chỗ này muốn nói gì? Khi mà trong tâm thức chúng ta hết những cái cấu bẩn, những cái vẩn đục ở trong nước đó, những cái bùn nhơ trong tâm thức nó hết, thì sao? Thì sẽ hiện rõ cái chiều sâu của tâm thức chúng ta. Cho đó chỉ có những người mà thực sự đến họ mới cảm nhận được tâm thức nó đến mức độ nào. Ví dụ như bây giờ mình ngồi đây mình nói là cái tâm mình nó trùm khắp pháp giới, mình không tin nổi. Mà nếu mình có tin đi nữa cũng là tin thôi. Một khái niệm nào đó chúng ta chấp nhận gì mình lý luận không được, mình cãi không được, cho nên mình chấp nhận cái điều đó là đúng. Chứ còn nói mình thực sự tin rằng cái tâm mình trùm khắp pháp giới là không có mấy người đủ cái tự tin này. Nhưng mà khi chúng ta công phu đến một cái chừng nào đó, một lần xảy ra trong cuộc đời của mình biết khắp pháp giới là một lượt á, mà cái biết đó không phải do tâm thức suy luận như từ trước đến giờ nữa, thì lúc đó mình mới biết rõ ràng là mình không phải là thân này, cũng không phải là cái tâm này, mà mình là cái rõ biết khắp, cái rõ biết khắp, chứ không phải là cái biết của thân nhỏ nhiệm hoặc là cái biết của tâm nhỏ nhiệm này nữa. Bỏ vọng tâm giữ chân tánh, như người tìm bóng mà quên kính. Chúng ta thấy hai câu này nó muốn nói là cái ý trước, tức là bây giờ từ trước đến giờ chúng ta đã từng tu tập á, là đã từng bỏ vọng niệm để chi? Để chúng ta quay về tự tánh của mình. Ví dụ như bây giờ mình đi ở ngoài đường, tự nhiên cái mình khởi cái niệm mình thích cái gì đó, là vọng tâm bắt đầu sanh ra. Chúng ta cố tình chúng ta trừ khử cái vọng niệm này để chi? Để mình quay về cái tự tánh của mình, đúng không? Quay về với cái chân tâm của mình. Mình phải tu vậy mới quay về chân tâm được, còn nếu mình không tu làm sao quay về chân tâm được. Nhưng mà thiền tông khác đi, thiền tông không có nói cái chuyện mà bỏ niệm cầu chân. Bỏ niệm cầu chân cũng là cái chuyện chơi đùa của hai đầu tâm thức mà thôi. Cái người tu thiền là người rõ được cái vọng và rõ được cái không vọng của mình, chứ không phải là bỏ vọng để theo chân. Cho nên khi mà chúng ta đi đứng nằm ngồi chúng ta rõ biết, thì cái rõ biết là mình đang vọng động. Và khi vọng động hết mình rõ biết mình hết vọng động. Chỉ là cái rõ biết đó, không thêm không bớt. Thì đó là một cái cách sống yên ổn nhất cho chính mình. Và nếu như chúng ta thấy vọng động là bất an, chúng ta cố tình trừ cái vọng động này để chúng ta còn cái lặng lặng yên yên để chúng ta được an á, thì đó là cái trò chơi của tâm thức chứ không phải là cái cách công phu đúng. Cho nên bỏ vọng mà giữ chân tánh, như người mê tìm bóng mà quên kính.
Bây giờ thường cái kính mà đưa ra đó thì sao? Có cái kính thì chúng ta mới thấy được cái bóng hiện ở trong đó. Nhưng mà mình nó đi tìm cái bóng hiện nhưng mà mình quên cái kính đi, tức là mình thấy bóng thì mình quên đi cái mặt gương. Thường chúng ta là như vậy. Giống như bây giờ chúng ta đang coi tivi hoặc là chúng ta đang coi cái màn ảnh thì bao nhiêu hình ảnh hiện ra trong đó là sao? Có khi là hiện những trẻ sơ sinh, có khi hiện người già, có khi hiện chiến tranh, có khi hiện thanh bình, có khi hiện người thương người ghét. Là chúng ta coi một hồi chúng ta nhận một cái phe phái nào đó về mình, đúng không? Hai cái phe đánh nhau thì tự động sẽ có một phe về mình. Và cái phe bên mình bên giật á, mà nó thắng á thì sao? Chúng ta cảm giác nó vui, mà nó thua á, chúng ta cảm giác nó buồn. Thậm chí có nhiều người coi tivi rồi ngồi khóc sướt mướt rồi, quên đi, chúng ta quên đi cái màn bạc đó. Dù quý vị thấy rằng cả trăm trận chiến xảy ra, hàng tỷ tỷ người chết trong tivi đó, nhưng mà cái màn tivi nó có bị ảnh hưởng gì không? Không, nó vẫn nguyên là như vậy. Thì cái tự tánh chúng ta là cái đang rõ biết hàng tỷ tỷ cái việc sanh tử đó, đó, nhưng mà nó vẫn nguyên là rõ biết. Cho nên khi chúng ta thấy bóng trong gương, nó có bóng này hiện rồi nó bóng kia đó mất, bóng kia hiện, bóng kia mất, là hàng tỷ tỷ cái bóng nó hiện nó đều mất, nhưng mà cái gương này là sao? Vẫn nguyên đó, vẫn nguyên là vậy, vẫn trong sáng rõ soi như vậy. Từ cái chuyện sanh tử trong đời này cho tới cái sanh tử của hết kiếp này, nếu như chúng ta biết được, chúng ta nhận được cái rõ biết của cái gương đang chiếu soi đó đó, thì chúng ta đang rõ biết cái thân này sinh hoạt nè, cái thân này ốm, thân này mập, thân này đau, thân này khỏe, thân này trẻ, thân này già, thậm chí cái thân này nó đang ngủ hoặc đang thức, đang hạnh phúc hoặc là đang bất hạnh, cho tới cái thân này đang sống và đang chết, cho nó cũng vẫn đang rõ biết. Thì cái rõ biết nó không phải là cái sanh tử của thân này, của tâm này, nhưng chúng ta vì quên cái rõ biết này cho nên chúng ta chấp nhận mình có sanh và có tử, chấp nhận cái tâm này có hoặc là mất. Cho nên là mọi người mà tìm bóng thì chúng ta quên kính nó đi. Đâu biết bóng có từ nơi gương, chẳng rõ vọng từ trong chân hiện. Không có gương chúng ta có thấy bóng không? Không thể thấy được. Thay vì chúng ta nhận cái gương rồi thì tự nó rõ soi đủ à, đúng không? Như một người mê lầm thì sao? Như mình từ trước giờ mình dụng công là mình đang làm cái gì? Đang đập những cái bóng, đang diệt những cái bóng hiện trong gương, đúng không? Bây giờ cái người mà trong tivi đó, có một cái người mà thật sự là gian ác, đã từng giết người này giết người nọ, rồi chúng ta xách súng chúng ta bắn đó. Chúng ta nhớ có một câu chuyện, đây là một câu chuyện thật của một cô anh ở quê á, mà anh đó là cũng anh quen rồi chúng tôi. Anh coi tivi tới mức độ nhập tâm luôn. Thằng kia nó đã từng giết dòng họ của cái người gia chánh rồi. Rồi bỗng một hôm nó đánh thắng rồi gia chánh, nó trói thì chánh lại. Cái bắt đầu nó nói nè: ba mày cũng bị tao giết nè, mẹ mày cũng bị tao giết nè, dòng họ mày bị tao hại nè, gia đình mày tàn gia bại sản nè, bây giờ mày muốn cái gì? Đã bị bắt trói rồi muốn cái gì nữa? Ngày ông đứng lên ông vỗ đến cái bếp, ông nói tao giết mày chứ làm gì. Tức là chúng ta coi tivi tới mức độ mà nhập tâm, tức người kia quá, mày làm vậy là tao giết mày chứ làm gì nữa, không còn chuyện khác. Tức là đến khi mà chúng ta coi tivi chúng ta quên mình đã dính trong cái cảnh rồi. Và chúng ta thường hay nhập tâm cái kiểu này, cho nên chưa bao giờ chúng ta thấy ai mà đủ bình tĩnh ngồi trước cái tivi thấy rõ ràng đó là cái cảnh hiện trong tivi, để chúng ta nhận cái màn hình mà luôn luôn hiện đó đó là nó không bị thay đổi bởi duyên cảnh, đúng không? Biết bao nhiêu cái duyên cảnh xảy ra, bao nhiêu cái trận chiến xảy ra, bao nhiêu cái thời cuộc xảy ra trong cái tivi mà chúng ta đã từng coi. Mình cũng vậy đó, mình đã từng biết bao nhiêu chuyện xảy ra trong cuộc đời mình, nhưng mà cái biết này nó vẫn là như vậy, nó vẫn trong sáng rõ ràng như duyên như vậy mà mình không có chịu nhận ra. Bao nhiêu cái nó từ cái này mà sanh ra. Giờ muốn coi cái bóng ở trong tivi, nếu không có cái tiền hình, không có cái kiến đó, chúng ta có thể coi được không? Không có, không có đâu. Nhưng mà chúng ta quên đi, khi mà chúng ta nhập tâm rồi thì tất cả những hình bóng mà trở thành thiệt với mình. Giống như mình đi vào cuộc đời, tất cả những cái buồn thương giận ghét là cái thiệt của mình, chứ mình không biết gì bao giờ mình nhận là cái biết là cái thiệt của mình cả. Chính cái chỗ này mà chúng ta bị lầm lẫn. Cho nên đây là chúng ta phải rõ biết được cái kính, và rõ biết thì tất cả những cái vọng nó hiện ra từ cái chỗ biết này. Không có cái rõ biết nó thành vọng niệm được không? Không được, không thể được. Cho nên nếu lúc nào một cái người tu thiền mà nhận ra được á, hay ra được cái sự thật đang hiện hữu rõ biết này là chính mình á,
thì bao nhiêu vọng niệm thành sao? Không còn nữa, trở thành rỗng với mình liền, chứ không phải dụng công để trừ từng ý niệm cho nó cực. Tu vậy nó cực lắm. Nó giống như bây giờ mình nhận cái gương là chính mình rồi, thì cái hiện cái bóng là ma, bóng quỷ, bóng thần, bóng ác, bóng thiện gì, nó thành cái gì với cái gương không? Không có thành. Và nó không bao giờ làm nhiễm cái gương, dù nó ở đó một cái tỷ năm đi nữa, cái bóng nó vẫn là cái bóng, cái gương này vẫn sáng. Chúng ta thấy rõ điều này, cho nên chúng ta không mới sợ ác, sợ thiện là vậy. Với người tu thiền không nói tới cái chuyện thiện ác, mà muốn nói tới cái chuyện cái rõ thiện ác. Và cái rõ này nó lại thấu suốt được bề mặt và bề trái của thiện ác. Đây là một trí tuệ của người tu thiền, đặc biệt ở chỗ là họ không đặt nặng cái chuyện thiện ác ra để bàn, mà họ bàn, họ nói và họ chỉ cho mình nhận biết được cái rõ thiện ác đó. Đó là vấn đề. Thì như vậy là một người mà biết tu á, là cái người nhận rõ được cái thiện ác, chứ không phải là chúng ta ở bên thiện hoặc chúng ta ở bên ác. Thì đó là mọi người tu thiền chân chánh. Thì ở đây cũng vậy, vọng ra nó rõ ràng, nó hiện ra từ cái chân, từ cái đó mà nó sanh. Cho nên là nãy chúng ta nói là lục tổ nó là tự tánh chúng ta hay sanh muôn pháp. Bây giờ muốn nói với cái người có học, chúng ta sẽ sanh ý thiện nói với người có học. Muốn điều phục một người ác, chúng ta cũng sanh ý thiện nói với một người ác để chúng ta điều phục họ. Đối diện với người trí thức, chúng ta sẽ có cái lối sanh sản, cái trí tuệ chúng ta tương ưng với một người đó để chúng ta nói. Nói với một người mà không có trình độ học thức, chúng ta cũng có sanh ý niệm đó. Tức là từ nơi mình muốn nói cái gì là nó luôn luôn sanh khởi cái đó. Thì vậy là tự tánh chúng ta nó hay sanh mọi cái. Thật ra khi mà chúng ta nhận biết được một cách rõ ràng điều này rồi á, một phen mà chúng ta cảm thông được với cái chân tánh rồi, thì là chúng ta dùng xài tự tại, không có ngăn ngại trong cuộc đời này. Còn khi chúng ta chưa có nhận biết á, có nhiều khi là trong đầu chúng ta nghĩ nhiều, có nhiều khi trong đầu chúng ta ít nghĩ. Thì cái lúc nào mình ít nghĩ, mình yên yên được một chút, mình cảm nhận được là mình tu tốt, mình tu giỏi, bây giờ tâm mình nó yên. Cái lúc nào mà cái tâm mình dao động nhiều, mình tự chê trách, mình thấy mình tu không có giỏi, tâm mình không có yên. À, có gì đó. Thì người tu chúng ta là luôn luôn như vậy. Nhưng mà cái người mà ngộ thiền rồi thì cái chuyện mà có nhiều ý niệm hay ít ý niệm với họ không cần. Giống như trong tivi khi người ta bật lên mà có hình á, thì tivi nó cũng là cái màn ảnh nó làm sao, nó vẫn hiện ở đó. Mà cái lúc mà chúng ta bật tivi lên nó không có hình thì cái màn ảnh nó cũng vẫn nguyên là như vậy mà. Có hình nhiều hoặc hình ít, hoặc là đổ máu, hoặc là người đang sống, thì nó cũng đâu có dính gì tới cái màn hình đó. Không có dính dáng gì hết. Chúng ta phải dùng cái từ là nó không có dính dáng gì. Không. Chứ còn nếu mà màn hình bị dính với một cái giọt máu của mấy người trong chiến trận của một cái bộ phim nào đó, thì màn hình nó bị hư rồi và không thể sẽ tiếp tục xài được nữa. Như màn hình quý vị sẽ coi hàng ngàn bộ phim, có hàng ngàn trận chiến xảy ra, máu đổ, tan thương đủ điều, nhưng mà nó vẫn nguyên là như vậy. Nó vẫn còn như thế chứ nó không thay đổi được. Vọng đến không thật cũng không hư, gương nhận không công cũng không thẳng. Tức là nếu mà chúng ta biết á, chúng ta biết thì vọng đối với chúng ta nó không có thành thật cũng thành hư. Nên hiện cái ý niệm thiện lên thì chúng ta cũng rõ biết như vậy. Hiện ý niệm ác lên chúng ta cũng rõ biết như vậy. Và cái lúc mà không có hiện ý niệm lên chúng ta cũng rõ biết như vậy. Thì cái rõ biết chúng ta lúc nào nó cũng như vậy. Nó không có thay đổi, không thay đổi, cho nên cái vọng nó không có thật với chính mình. Nhưng mà nó cũng không phải hư dối nó, vì nó hiện ra. Nó hiện ra chúng ta đang rõ biết nó. Thì nó tự tắt mất đi để nó hiện một ý niệm khác, chúng ta cũng rõ biết như vậy là nó không có thật. Không có thật. Và nó cũng không hư, tức là không quan trọng là nó có nó không nữa. Chúng ta lìa khỏi vọng, nhận biết vọng nhưng mà chúng ta không bị vọng cuốn theo. Và khi chúng ta nhận được cái gương rồi, cái gương này cũng không phải cong mà cũng không phải thẳng, tức là mọi việc nó đều hiện rõ như vậy thôi. Cũng không tội, cũng không phước, lầm sánh mani cùng bạch ngọc. Đối với một cái người mà tu tập mà nói không có thiện, không có phước, chúng ta nghe nó có một cái gì ghê gớm, đúng không? Người tu mà thoát ngoài cái tội phước ra thì không có chuyện để bàn. Nhưng mà hồi nãy mình nói là cái trí tuệ của người tu thiền á, không nói tới cái chuyện, không đặt nặng cái chuyện tội và phước. Nhưng mà người đó biết tội phước không? Biết thấu suốt tội phước, không lầm lẫn. Nhưng mà không có đặt nặng cái chuyện tội phước ra. Thì chúng ta nhớ cái này, cái đoạn này là tương đương với một cái đoạn tề thiên quậy ở trên cung đình, đúng không?
Tức là sau khi Tây Thiên học đạo với Ngài Tu Bồ Đề xong rồi về, thì chuyện đầu tiên là gì? Củng cố lại cái nội lực của mình xong xuôi rồi đó, thì xuống thì sao? Xuống địa ngục quậy phá, xé sổ địa ngục, bắt đầu lên thiên đường, quậy thiên đường, không ai can thiệp được. Tức là địa ngục là cái cảnh giới ác ở nơi tâm xóa sạch, và thiên đường là cảnh giới thiện nơi tâm cũng xóa sạch. Ngô Thừa Ân hơi bị dữ dội khi diễn tả đoạn này. Như vậy là sau khi quậy thiên đường xóa sổ rồi, sau khi quậy địa ngục cũng xóa sổ luôn. Tức là không thiện cũng không ác, không phước cũng không tội, đang rớt vào cái chỗ không này. Nhưng mà khỉ trí thức còn tiếp tục quậy nữa, không chịu dừng. Tức là khi một người ngộ lý không đã vượt thoát thiện ác rồi đó, tức là không bao giờ đi xuống qua con đường ác nữa, và không bao giờ đi vào con đường thiện để sanh những cái cõi cao hơn cõi người là cõi trời. Không chấp nhận luôn, không thèm chơi cõi người luôn. Chỉ có một đường duy nhất là gì? Là phá vỡ cái thân ngũ uẩn nó đi ra thôi. Cho nên đó, là sau khi quậy rồi là không ai có thể can thiệp được, ngoại trừ Phật Tổ Như Lai hiện ra. Là khi Phật Tổ Như Lai hiện ra là bắt ổng phải bay qua cái bàn tay của Phật Tổ, đúng không? Bay qua năm ngọn núi Ngũ Hành Sơn. Tức là khi một người ngộ lý không vượt thoát khỏi thiện ác rồi thì phải có một cái gì nữa? Phải có một lần vượt thoát cái thân ngũ uẩn này. Cho nên là khi mà Phật Tổ đưa bàn tay ra thì con khỉ Tề Thiên bắt đầu cân đố vân để bay, đúng không? Bay tận cùng năm cái ngọn núi Ngũ Hành Sơn. Lúc đó là bắt đầu gì? Tiểu đó một dũng nước tiểu và cổ một cọng lông đuôi làm dấu bay trở về, nói là ta đã bay tới ngút ngàn năm đỉnh Ngũ Hành Sơn mà tôi có làm dấu ở đó nữa. Đây là cái chỗ gì mà tôi chúng ta cũng thường hay nói các nơi á. Ngô Thừa Ân là một trong những cái ngòi bút hết sức là sắc bén, mà một câu nói, một cái câu chuyện rất là nhạy cảm mà chửi thiên hạ mà không ai hay á. Chửi khắp thiên hạ bằng cái bãi nước tiểu và cộng lông đuôi này. Tức là khi con người mà tu tập tất cả những cái tri thức cũng như công phu tu hành của chúng ta, mà chúng ta thấy còn có chỗ để mà đến, còn có chỗ để mà đạt, còn có chỗ để mà được, còn có chỗ để mà có thể an trú được á, thì giống như cái gì? Giống như bãi nước tiểu của Tề Thiên. Không hơn không kém, giống như cộng lông đuôi đó. Có chỗ để mình có thể tới, tức là Tề Thiên thấy mình tu tới đó mà, thấy mình bay tới đó mà. Giống như mình thấy mình tu được cái này, mình tu được cái kia, mình đắc được cái nọ, mình chứng được quả này, mình chứng được quả kia, mình chứng được quả nọ, thì đó là cái gì? Bãi nước tiểu của Tề Thiên, nó không hơn không kém. Cho nên là bắt buộc phải bị kẹt trong Ngũ Hành Sơn 500 năm nữa. Và chúng ta thích nhất cái kiểu diễn tả của Ngô Thừa Ân á. Có những người nào mà khi chúng ta tới một cái giai đoạn công phu ha, mà chúng ta đã hết đi những cái thèm muốn ở thế gian này á, đến một giai đoạn công phu mà nó chỉ cuồn cuộn để đưa chúng ta tới đạo lý, ngoài cái việc mà sáng đạo ra không còn việc thứ hai để làm á, thì chúng ta sẽ thông cảm liền cái đoạn này của Ngô Thừa Ân. Ngô Thừa Ân diễn tả khi mà con khỉ bị nhốt, bị úp trong Ngũ Hành Sơn rồi á, và bắt đầu lúc lắc lú được cái đầu nó ra, và tiếp tục là bị dán thêm một lá bùa trên đỉnh nữa là nó hết nhúc nhích luôn. Thì suốt 500 năm ở trong đó, con khỉ mình ăn như ăn hòn sắt nóng, mà uống như uống nước đồng sôi á. Cái kiểu diễn tả Ngô Thừa Ân rất là hay. Nhưng mà chúng ta đọc bình thường mình không hiểu nổi đâu. Cái tâm trạng của một hành giả mà tu tập á, tới cái đoạn mà chúng ta chỉ còn một cái việc duy nhất là đạo lý, không còn việc thứ hai á, thì trần gian là tự nhiên tắt mùi vị với mình á. Lúc này không ngon nữa, thực sự là không còn ăn cái gì ngon nữa hết á. Cơm canh nào, cỡ nào cũng không còn ngon, nó vô vị với mình. Chỉ còn có việc đạo lý thôi, mà tại vì nó không có phá vỡ được, khiến cho chúng ta rớt vào một cái khối uất, một cái uất rất lạ thường mà nó kéo dài ngày này qua tới ngày kia như vậy. Chúng ta không có yên được, ăn không được, ngủ không được trong cái cuộc đời này đâu. Lúc đó nó khổ còn hơn một người thiếu nợ trong trần gian rồi đó. Chúng ta bị nợ nần, chúng ta bị khổ đau chuyện này chuyện kia nó không bằng. Hoặc là những người bị tù tội vẫn không có cái đau khổ như cái giai đoạn chuẩn bị phá vỡ này. Thì Ngô Thừa Ân diễn tả Tề Thiên suốt mấy trăm năm ở trong đó, thỉnh thoảng có một vài trái cây lăn lại ăn, có cái cảm giác ngon, tức là hưởng một chút hương vị cuộc đời. Là lúc đó là lúc gì? Lúc hành giả quên công phu. Chúng ta có một đoạn nào đó chúng ta xả hơi quên công phu thì chúng ta thấy cuộc đời này có một chút vui, đúng không? Thấy cuộc đời này có chuyện này chuyện kia vui, chứ thực sự nó không có vui. Nếu mà một người thiết tha tầm đạo thì cái cuộc đời này nó hết mùi vị rồi, nó còn mùi vị nữa với mình đó. Và cái thời gian đó nó kéo hoài cho tới khi chúng ta phá vỡ được cái thân ngũ uẩn mình. Tức là cái sự thiết tha tu hành của một hành giả, mà thiết tha đến mức tận nguồn, nó kích động tới cái a lại gia thức đó.
Tức là trong bát thức tâm dương của mình đó, là tiền ngũ thức. Tiền ngũ thức là mắt tai mũi lưỡi thân đó, là đại diện cho bát giới. Cái thức thứ sáu là con khỉ tề thiên, thức thứ bảy là sa tăng, là cái mạt na thức, và thức thứ tám là a lại do thức. Thì cái a lại do thức hoặc là chỗ khác gọi là cái hàm tàng thức của mình đó, khi mà chúng ta dụng công mà nó kích động tới cái hàm tàng thức mới thấy được một cái sự sai lầm nhỏ nhiệm mà hồi nãy đó mình nói là gì, là cái chỗ đến của mình, nơi tâm thức mình còn có một cái sở đắc là chỗ sai lầm của hành giả. Thì lúc đó cái hàm tàng thức kích động để lôi cái mê lầm cũ của mình là một cái lá bùa dán trên đỉnh ngũ hành sơn, tức là trên đỉnh đầu của ý thức. Còn đỉnh đầu của ngũ uẩn chúng ta nó còn có một cái chỗ lầm là sở đắc thấy mình tới. Chứ nếu mà cái hồi đó con khỉ mà nó bay tuốt luôn, nó không có làm dấu là xong chuyện rồi, đúng không? Nhưng mà bay không, bay thì thừa sức để ra, nhưng mà muốn làm dấu để cho người ta thấy rằng mình có tới, thì đó là chỗ sai lầm tận nguồn của một hành giả. Cho nên khi mà a lại do thức kích, bị kích động để nhận biết được cái sai lầm đó, là gỡ cái lá bùa đó ra, diễn tả tam tạng gỡ lá bùa trên đỉnh ngũ hành sơn, đúng không? Thì lúc đó con khỉ ý thức dung dài làm sập ngũ hành sơn liền. Tức là khi thấy một cái sự sai lầm tận cùng trên đỉnh ý thức, chúng ta là dở toan liền. Thì khi dở toan thì sao? Từ đó Tôn Ngộ Không được mang cái tên mới là Tôn Hành Giả, trở thành một hành giả tu thiền thực thụ, tức là một người một phen ngũ uẩn và không lực được ngũ hành sơn rồi, sắc thọ tưởng hành thức một phen tan biến với một hành giả công phu đó. Thì lúc đó là trên đường đi thỉnh kinh đó, ngoài Tôn Ngộ Không ra không ai thấy được chánh tà chân ngụy cả, chỉ có mình Tôn Ngộ Không thôi. Con quỷ mà nó hiện thành Phật thì Tôn Ngộ Không cũng nhận ra. Con ma nó hiện thành Bồ Tát, Tôn Ngộ Không cũng đập một gậy cho tan thân mất mạng. Như người ngoài thì nhìn thấy rằng cái thái độ mà diệt trừ con ma này, diệt trừ động quỷ kia, là người ta sẽ bình luận, ta cho rằng một người tu Phật đại diện cho Phật mà cứ là mà đánh người ta, chẳng những mà đánh rồi mà còn là cái gì nữa, đốt động đốt nhà tùm lum tà la, là một người ác. Nhưng thật sự không phải như vậy. Ở đây chúng ta thấy rõ ràng là khi mà một người mà tu tập á, một người tu tập thật sự, thì họ sẽ một lần tu tập theo đạo thiền thật sự, họ phải một lần phá vỡ ngũ uẩn mình để có thể nhận biết được chân tánh. Cũng không tội cũng không phước lầm sánh mani cùng bạch ngọc. Tức là khi mà một người còn lầm mê á, thì ngọc mani và bạch ngọc nó là không khác nhau. Nhưng mà người ta hôm nay thì người ta thấy là bạch ngọc, ngày mai là thấy là cái ngọc này, mốt thấy là ngọc kia. Tức là dù là ngọc báo mà chúng ta vẫn bị lầm, chúng ta không thấy rõ, không nhận định ra. Thì cái ngọc đó liền là liền có tì có vết. Giống như mình bây giờ mình nói là mình ngồi đây, mình nói là mình hiểu tự tánh, thì sao cái tự tánh mình trở thành cái gì? Trở thành cái biết của tâm thức. Khi nào mình hết đi cái hiểu về tự tánh đó, thì tự tánh nó nguyên là như vậy. Cho nên cái viên ngọc mà chúng ta đã lầm mà so sánh rồi ngọc thế này ngọc thế kia rồi đó, thì cái ngọc nó trở thành gì? Ngọc có vết trừ châu có tỳ liền. Như trong kinh Viên Giác, Đức Phật nói là lấy cái vọng mà hiểu về viên giác thì viên giác liền biến thành vọng. Thật ra là khi chúng ta nhận biết về tự tánh bằng cái kiến thức của mình, thì mình nghĩ mình học như vậy để mình hiểu được tự tánh rồi. Mình có thể diễn tả là tự tánh thế này, thế kia, thế nọ. Nhưng mà do cái hiểu này là làm cho chúng ta bị cái gì? Bị cái sở tri chướng. Sở tri chướng. Chướng gì với cái chướng này cũng khó gỡ lắm. Có khi chúng ta cũng có thể lý luận với người khác được về cái chỗ tự tánh của mình. Chúng ta có thể nói, chúng ta có thể giảng, nhưng mà thực sự là mình chưa có một lần hòa nhập trong tự tánh. Chưa có. Mọi người đã vượt ngoài thiện ác, giống như Tôn Ngộ Không đã từng phá thiên đường, phá địa ngục, nhưng mà chỗ này vẫn chưa tới. Chỗ này vẫn chưa tới. Cho nên là làm ảnh hưởng cái tranh thanh tịnh sáng suốt của mình. Tánh vốn không hồng cũng không lục. Tức là tự tánh của mình nó không phải là cái màu hồng, nó cũng không phải là màu lục, không phải là màu sắc, không phải là hình dáng, không phải là danh tự nào cả. Cũng không được, cũng không mất. 7 lần 7 là 49. Cái tự tánh mình từ xưa giờ á, có những người tu mà nói là mình tu mình đạt được, mình tu đã đến được. Hoặc là cái lúc mà mình tu chưa đến thì coi như mình bị mất đi.
Có nhiều người lý luận là nói sanh tử luân hồi nhiều kiếp nên nó che mờ tự tánh của mình vân vân. Thực sự thì tự tánh của mình từ xưa giờ nó đang lộ lộ hiển bày. Nó chưa có một cái phút nào nó tạm mờ lưu với chính mình cả. Nhưng mà chúng ta không có nhận ra được cái không mờ lưu, cho nên chúng ta bị lầm chạy theo vọng. Chúng ta lầm là chạy theo vọng, chứ không phải là lúc chúng ta theo vọng mà nó che được tự tánh của mình, không có như vậy. Khi mà chúng ta hết lầm vọng niệm thì cái này nó tự sáng tỏ. Cái này nó đã sáng tỏ từ xưa giờ rồi, nhưng mà chúng ta đem tất cả tâm trí chúng ta dồn về cái vọng thôi. Vồn về cái hơn thua, cái buồn thương, cái giận ghét là chúng ta đắm mê trong đó. Chúng ta cho mình là được, chúng ta cho mình là mất, chúng ta cho mình là thương, cho mình là ghét, để mình thành thương, thành buồn, thành giận, thành ghét. Chứ chúng ta chưa có rời khỏi cái buồn thương giận ghét một lần, để chúng ta ở chỗ cái biết mà chúng ta rõ biết buồn thương giận ghét lần nào, cho nên chúng ta tiếp tục bị trôi lăn. Chứ còn nếu mà chúng ta dừng, chúng ta thôi dứt, đừng có tiếp tục bám níu theo cái buồn thương giận ghét ấy, thì tự rõ ràng, tự rõ ràng, chứ không thêm không bớt gì. Thì nó là cái sự thật là 7, 7, 49. Chuyện hết sức là đơn giản đúng không? Nó là một bài toán nhân hết sức đơn giản. Tức là từ ngàn xưa đến giờ nó vốn là như vậy rồi. Không thiêu không bớt gì được. Không tăng không có giảm rồi được. Không có sạch không có nhơ được với cái này. Nhưng mà chúng ta không nhận ra. Tam độc cú tình nhật trong không, lục độ vạn hạnh sống trên biển. Tức là ba cái tam độc là tham sân si, rồi ba cái tình của mình, tam độc cũ tình á, giống như là nhật nguyệt ở trong không vậy, lục độ vạn hạnh sống trên biển. Tức là mọi cái nó giống như bóng trăng, như ánh nước, như trời đất nó đang sao, nó là quyển quá ở bên ngoài. Ba cái mà mình nói là cái tham sân si là tam độc, để mình phải diệt trừ trong cái kiếp này, mình phải tu cho sạch tham sân si vân vân. Nhưng mà thực sự nó chỉ là những cái bóng nhật nguyệt á. Nó như cái nhật trăng dưới đáy nước thôi. Nó chỉ là cái dạng sóng biển thôi. Chứ còn nếu chúng ta nhận sự thật của nước thì chúng ta còn sợ sóng biển không? Nhiều người cho sự thật của nước là cái thể của nước là gì? Là yên lặng. Cái dụng của nước là sóng. Cho nên là người ta phải cố tình phải đè hết cái sóng này để nhận được cái thể là yên lặng. Người ta đã xác định một cái điều lầm lẫn. Chứ nếu như người ta nhận được cái tánh thật của nước là ướt á, cái ướt này nó có sóng ba đào nó ướt không? Ướt. Và nước yên lặng nó cũng ướt. Nước sôi nó cũng ướt, nước đục, nước nguội nó cũng ướt. Nước chua nó cũng ướt, nước ngọt nó cũng ướt, đúng không? Nước mặn nó cũng ướt, nước cay nó cũng ướt. Nếu nói tới nước là nói tới ướt. Thì cái đó là tánh thể của nước. Thì vậy là nó có sống bao nhiêu mình có sợ không? Đâu có bao giờ mất cái ướt đâu. Chỉ trừ trường hợp là cạn hết nước rồi thì mới mất cái ước. Mà chuyện cạn mất nước là chuyện không bao giờ có đối với đại dương. Cho nên là cái khắp vũ trụ này chỗ nào cũng là cũng có nước, chỗ nào cũng có cái tánh ước. Cho nên tánh ước mà theo kinh Lăng Nghiêm diễn tả là trùm khắp mười phương pháp giới này. Tùy theo cái nghiệp của mình mà có nước nhiều nước ít thôi. Bây giờ ví dụ như mình muốn có nước để mà đủ nấu nồi cơm thì có cho mình mấy lít để nấu nồi cơm, đúng không? Có một bồn nước để tắm thì tự nhiên có cho mình một bồn nước để mình tắm. Tùy theo cái nghiệp tập và cái sự cần thiết vận dụng của chúng ta lúc nào là cái đó nó hiện ra lúc đó thôi. Thì vậy là khi mà chúng ta nhận được cái tánh thể rồi thì chúng ta không bị lầm mê trong sanh tử. Giống như mình nhận được tự tánh mình rồi á thì bao nhiêu cái cuộc sanh tử này nó không có làm cái gì. Lặng lặng lặng, chìm chìm chìm, cái tâm muôn pháp là tâm Phật. Cái lặng và cái chìm ở nơi tâm của mình, yên tịnh và cái chìm liễm nơi tâm của mình thì nó cũng là Phật. Rồi cái tâm mà hay biết môn pháp của mình nó cũng là Phật. Tức là cái có và cái không nơi tâm thức của chúng ta, hai cái đầu tâm này cũng đều là Phật. Chứ không phải là đợi lặng chìm mới là Phật, mà cái tâm hay biết môn pháp không phải là Phật là sai lầm. Cho nên cái sự rõ biết của chúng ta lúc nào nó cũng hiện hữu cái tâm Phật ra. Và cái lặng lẽ thường nhiên lúc nào nó cũng hiện cái tâm Phật đó rõ ràng. Tâm Phật lại cùng tâm ta hợp, lẽ ấy như nhiên suốt cổ kim. Nếu như mình mà hợp được với tâm Phật một lần, mặc dầu cái tâm Phật và tâm mình nó từ xưa giờ đó chưa hề khác nhau, nhưng mà mình thấy rằng giữa mình là một vị Bồ Tát, giữa mình một vị Phật khác nhau, phải không? Hai người gần bên đã khác nhau, cha mẹ cũng khác nhau, vợ chồng cũng khác nhau, anh chị em đều khác nhau hết. Chúng ta ngồi ở đây là rõ ràng mỗi người mỗi khác.
Nhưng mà chúng ta khác nhau cái gì? Khác nhau cái nghiệp tập, khác nhau cái kiến thức, đúng không? Mỗi người có một cái sở hữu kiến thức riêng. Chúng ta hiểu như thế này, chúng ta thấy mình là người nam, người kia hiểu thế kia là người kia thấy họ là người nữ. Cho nên mang cái nghiệp của người nữ và mang cái nghiệp của người nam để tới cõi đời này, để chúng ta thành một người gọi là nam, thành một người gọi là nữ, để người nam hiểu theo cái kiểu người nam, người nữ hiểu cái kiểu người nữ. Đó là cái sự sai biệt của nghiệp tập của chúng ta thôi, chứ chúng ta chưa hề khác nhau cái gì cả. Một phen mà chúng ta nhận được cái không khác của mình với nhau rồi, tức là người đó sẽ nhận được cái bình đẳng pháp giới này, nhận được cái bình đẳng của tự tánh của mình từ xưa giờ nó vốn là như vậy. Thì vậy là khi mà chúng ta nhận được cái bình đẳng đó thì mình và Phật cũng không có khác nhau, rõ ràng là không có khác nhau. Nhưng mà tại vì cái kiến thức của mình á, nó khác cái kiến thức của Phật, cái sở hữu tâm thức của mình nó khác cái sở hữu tâm thức của người khác. Ngồi đây mỗi người một thế giới. Thế giới đó là gì? Thế giới tâm thức riêng, cái riêng của tâm thức. Chứ còn cái chung của chúng ta là cái gì? Ví dụ như chúng ta ngồi đây nghe một tiếng động, tất cả chúng ta đều nghe như nhau, đâu có khác đâu. Mà không có nghe ai cản trở cái nghe của ai trong thính phòng này. Âm thanh vừa nói ra, tất cả chúng ta đều nhận biết một lượt chỗ đó, chúng ta đều đồng đẳng như nhau, không khác. Nhưng mà chúng ta bắt đầu phân biệt cái âm thanh này là âm thanh gì thì bắt đầu chúng ta khác rồi. Mỗi người một kiến thức khác nhau, bắt đầu mỗi người đi vào một thế giới riêng của chính mình. Chứ còn mọi việc xảy ra ban đầu đều đồng đẳng. Cái thấy trước mắt của chúng ta, ví dụ chúng ta nhìn ở phía trước, chúng ta đồng thời thấy một lượt như nhau cả, mà không thấy ai cản trở ai hết. Người trước cũng thấy vậy, người sau cũng thấy, người xa cũng thấy vậy, người ở gần cũng thấy như nhau trong cái thấy ban đầu. Nhưng rồi chúng ta bắt đầu phân biệt là cái tượng Phật này là sơn vậy, nó không có giống với tượng Phật trước nữa. Tượng Phật kia mình thấy nó đẹp hơn. Thế dĩ mình thấy có đẹp, có xấu, có đúng, có sai, có hay, có dở là sao? Là trước kia chúng ta đã có thấy một cái gì đó rồi. Và khi bây giờ chúng ta thấy cái này, chúng ta bắt đầu thêm so sánh với cái trước. Có đúng, có sai là cũng một sự so sánh của tâm thức. Có đẹp, có xấu cũng là sự so sánh của tâm thức. Chứ chưa bao giờ chúng ta thấy bằng cái thấy ngay đây cả. Cái thấy ngay đây không có bằng kiến thức cũ là chúng ta thấy không có so sánh. Đó là cái thấy riêng của mình. Nhưng chúng ta bao giờ thấy bằng cái riêng mình đâu. Chúng ta không có chịu thấy bằng cái của mình. Chứ nếu thấy là cái của mình thì không có cái chỗ để mình so sánh, đúng không? Cái chỗ để mình so sánh là cái đó mình đã thấy từ trước rồi. Có một cái gì đó để bây giờ mình mới so sánh với cái cũ. Ví dụ có một cái gì mà từ trước giờ mình chưa từng gặp, mình thấy mình có thể so sánh được không? Không được. Cho nên bao nhiêu cái tâm so sánh, tức là những cái thấy cũ rích của mình, mà chư tổ quở chúng ta cái câu rất là nặng. Chư tổ nói chúng ta là cái gì? Những con quỷ giữ mồ xưa. Thì rõ ràng là quỷ giữ cái mồ xưa, tức là cái mộ cổ, mộ xưa, tức là cái thây chết lâu năm, lâu kiếp, lâu đời lắm rồi. Bây giờ mình vừa thấy, ví dụ mình thấy cái bông này, cái mình thấy cái bông này nó không đẹp bằng cái bông cúc, cái bông này nó không đẹp bằng cái bông hồng. Thì bông cúc, bông hồng là trước kia mình thấy mình đã chấp nhận nó cái kiểu đẹp nào đó. Bây giờ là có thấy cái gì mới, cái mình thấy so sánh liền. Thì tất cả những cái so sánh là những cái chúng ta lấy lại trong tâm thức. Chúng ta thấy bằng cái cũ của mình, nó chưa bao giờ thấy bằng cái mới của chính mình trong cuộc sống này. Thành ra là chúng ta luôn luôn quay về quá khứ. Chúng ta chưa bao giờ thấy được sự thật. Bây giờ nếu chúng ta thấy bằng cái thấy của riêng mình đó, thì mở mắt ra thấy những cái này, chúng ta có thấy nó đẹp, nó xấu không? Mất liền, mất liền. Thấy của mình là không có thành đẹp, thành xấu, không thành đúng, thành sai. Nhưng mà cái thấy của ông thầy mình, cái thấy của cái ngày xưa mình học, cái thấy của mình mượn người trước á, đối với cái này thì nó thành đẹp, thành xấu. Và khi mà chúng ta thấy có đẹp, có xấu, có đúng, có sai, có hay, có dở là cái thấy so sánh. Mà cái so sánh là lấy từ ký ức. Ký ức là chúng ta đã học, đã nhặt, đã lượm, đã gặt hái ở đâu đó để dồn thành cái riêng của mình. Thì mỗi người sở hữu một đống đó, một thế giới tâm thức đó là thế giới riêng của chính mình quân tập. Mà không phải một đời, chúng ta đã quân tập nhiều đời theo cái kiểu riêng tư đó rồi. Cho nên chúng ta cứ tiếp tục lầm lẫn trong cái thấy nghe mới. Thay vì mình thấy bằng cái thấy của mình không có chuyện gì xảy ra, nhưng mà thấy vậy cái nó không đẹp, cái kia thì nó mới đẹp hơn. Bông này ngày hôm qua đẹp hơn bữa nay, đúng không? Bông bữa nay nó sẽ đẹp hơn ngày mai, ví dụ vậy. Thì mỗi lần ngày hôm qua thì tại vì mới nó rực rỡ màu hơn, bữa nay nó cũ, nó túi xuống một chút. Đó thì cái đó là cái gì? Cái hôm nay so sánh với ngày hôm qua, cái giờ so sánh với cái trước. Nó chưa bao giờ mình thấy bằng cái thấy của mình cả. Mà nếu như chúng ta thấy như vậy là suốt đời chúng ta bị lầm. Chúng ta tiếp tục lầm lẫn chứ không bao giờ chúng ta được tỉnh. Thật ra là cái Phật, Phật á, tâm lại cùng, tâm ta hợp, lẽ ấy tự nhiên suốt cổ kim rồi.
tức là cái tâm Phật và tâm mình nó hợp với nhau từ xưa tới bây giờ. Đó là một cái sự thật không thể thay đổi được trong cuộc đời này. Nhưng mà nếu chúng ta đừng có tiếp tục đem cái cũ ra so sánh thì nó mới thành nó hiện thật rõ ràng là tâm mình và tâm Phật. Phật không bao giờ thấy cái gì bằng cái cũ cả. Phật là cái giác hiện tiền, biết hiện tiền. Cho nên mọi duyên xảy ra mình ở cái biết đó để cái hiện tiền rõ biết. Đó là mình với Phật đồng đẳng với nhau. Nhưng mình thấy cái mình lùi về quá khứ là mình với Phật khác nhau. Vậy thôi. Tùy mình lùi kiểu nào, mỗi người lùi một kiểu cho nên mỗi người khác nhau một chút. Chứ chúng ta thấy là thấy như vậy thì chúng ta hoàn toàn là đồng đẳng với nhau, không có khác. Trong lò lửa rực một hoa sen, ý khí mất thì thêm ý khí, được nơi an tiện hãy an tiện. Tức là nếu mọi người mà thấy biết hiện tiền rồi á, thì giống như trong lò lửa mà đang cháy rực liền rộ nở một hoa sen. Ý khí mất thì thêm ý khí, tức là cái cũ mất chúng ta thêm cái mới, và mỗi lúc chúng ta mỗi mới và mạnh mẽ hơn. Chứ nếu chúng ta không liên tiếp cái cũ á, thì mọi cái đến với chúng ta nó mất, nó làm chúng ta rõ biết và mạnh mẽ hơn. Nhưng mà nếu chúng ta quý cái cũ á, chúng ta liên tiếp cái quá khứ, nó sẽ làm cho chúng ta trùng bước. Cái này nó mất rồi chúng ta cảm thấy đau khổ, cái kia nó mất chúng ta cảm thấy buồn tủi, cái nọ nó mất chúng ta cảm thấy nhớ nhung, nó làm cho chúng ta yếu xuống. Nhưng nếu chúng ta biết sống, cái tâm chúng ta mà ở nơi hiện tiền rồi, thì mỗi cái chớp nhoáng là chúng ta rõ biết, và mỗi cái chớp nhoáng rõ biết đó là mỗi cái mới trong cuộc sống này của chính mình. Và cuộc sống chúng ta còn sống là tiếp tục còn mới. Một cái chớp mắt chúng ta mở ra là mới, một cái thoáng xảy ra đều mới. Không gian và thời gian này luôn luôn là mới. Nhưng mà mình không có chịu cái này, mình không thừa đương nổi cái mới hiện hữu này. Chúng ta không thừa đương được sự thật này, cho nên chúng ta bị cũ lại, chúng ta bị trùng lại, và làm rụng ý chí, rụi ý chí của chúng ta, chứ nó không có tăng thêm ý chí. Còn nếu như chúng ta biết sống thực sự á, thì không có phút giây nào mình không mới. Và mỗi lúc mỗi mới thì mỗi lúc chúng ta mỗi mạnh mẽ, tươi vui, sáng suốt, rõ ràng thêm. Chứ chúng ta không có bị cũ, cho nên mất ý chí thì chúng ta thêm ý chí, chứ không bây giờ. Cái này nó qua để nó chứng minh được sự thật là chúng ta luôn luôn tiếp xúc với cái mới. Chứ nếu này không qua thì chúng ta không tiếp được cái sự thật mới. Giống như chúng ta nói một tiếng mà tiếng đó nó không mất thì quý vị không thể nghe tiếng thứ hai, không thể nghe tiếng thứ hai thì không thể nghe tiếp tiếng thứ ba. Và nếu mà liên tục những cái câu nói nó từng chữ từng lời nó mất thì quý vị mới có thể nghe thêm và mới, đúng không? Chứ một tiếng đó nó còn hoài thì quý vị không thể nghe tiếng thứ hai và không thành một bài nói chuyện được. Nó sẽ chỉ mỗi cái mỗi mới mà cái mới thì cuộc đời mới bắt đầu có ý nghĩa. Nhưng chúng ta không thấy được điều này. Chúng ta thấy cuộc đời mình nó bị trùng lại đi, nó bị mất đi cái gì của riêng mình á, mình cảm thấy nó mất mát. Đó là một điều sai lầm. Cho nên á là được nơi an tiện thì cứ an tiện. Nếu mà cái chỗ sự thật hiện ra này chúng ta cảm thấy an nhiên tự tại rồi thì cứ như vậy mà sống đi. Ở cái chỗ hiện tiền này mà rõ biết, không lầm lẫn, để cho cuộc đời mình mỗi lúc mỗi mới, thì chỗ này là cái chỗ rất cần. Chứ không có cái gì khác hơn. Tất cả cái điều Phật tổ chỉ không có gì khác hơn. Nhưng mà chúng ta không biết an cái chỗ này. Giống như Lục Tổ nói là phải biết an tâm tại vọng tình đó, thì ngay đó không ba chướng. Chúng ta phải khéo an ở chỗ này giùm. Chao chao chao, ối ối ối, bọt trong biển cả nổi chìm rỗng, các hạnh vô thường tất cả không, linh cốt tiên sư chỗ nào thấy. Ở đây Ngài muốn nói lên cái kiểu mà hết sức bất ngờ. Tức là nếu mà mọi người tu tự nhiên hay ra được á, thấy được một cách rất rõ ràng là chao chao chao, ói ói ói, trong biển cả nổi chìm rỗng. Tức là bọt trong biển cả, nó có nổi có chìm thì nó cũng là cái rỗng thôi, chứ nó không phải là cái thật. Cái thật của mình là cái ước, chứ không phải là cái bọt nổi chìm này. Nhưng mà người ta quan trọng cái nổi chìm trong biển quá đi, quan trọng cái được cái mất ở trong cuộc đời này quá, cho nên họ lầm. Các hạnh vô thường tất cả không, linh cốt tiên sư chỗ nào thấy. Tức là tất cả những cái hạnh từ xưa tới giờ, tức là việc làm, những hành động, cử chỉ, lời nói, những cái sinh hoạt, cái sống và cái chết trong cõi trần gian này, nó là cái vô thường. Nó là cái vô thường mà nó vốn là không. Thì như vậy là cái linh cốt tiên sư, tức là cái chỗ thờ, cái chỗ quý báu mà cái chỗ mình tôn thờ, thì ở chỗ nào mà thấy? Nếu chúng ta thấy vô thường rồi thì những cái chuyện cũ của mình, những cái chuyện quý báu của mình mà hồi xưa, những cái chuyện trước đây mà mình quý, những chuyện trước đây mà mình tôn thờ, thì nó là cái gì? Nó cũng là vô thường, nó cũng là rỗng.
Nó là vô thường, là rõ. Tiên sư nó giống như là thầy của mình đó. Cái linh cốt của thầy mình thấy ở đâu? Cái gì nó vô thường nó qua rồi. Nếu mà chúng ta thấy đúng và sống đúng vô thường thì mỗi cái nó đều là không. Tỉnh, tỉnh thức, thức thức tỉnh. Bốn gốc đạp đất chớ chinh nghiêng. Là ngài kêu chúng ta phải tỉnh tỉnh tỉnh, thấy không? Tỉnh tỉnh và thức, thức thức và tỉnh. Thức tỉnh để rõ biết mọi cái thôi. Thì khi mà cái thức và cái tỉnh và cái thức đó nó vững vàng giống như là cái gì? Là cái nhà tứ trụ của mình rồi đó, bốn góc phải trái đúng sai hay dở. Bốn góc này nó giống như là không phải là kiền ba chân này mà có loại kiền bốn chân, nó rất là vững. Nhưng mà nếu không đủ cái tỉnh và không đủ cái thức, không đủ cái tỉnh tỉnh mà thức, không đủ cái thức thức mà tỉnh, thì chúng ta sẽ bị chênh nghiêng. Cho nên đây là cái chỗ mà ngài muốn khuyên chúng ta phải luôn luôn tỉnh tỉnh thức và luôn luôn thức thức tỉnh. Cái kiểu công phu của ngài Tại Trung Đường Sĩ này cũng hơi bị tuyệt vời đó. Tức là ngài muốn chúng ta luôn luôn là tỉnh tỉnh thức, rõ ràng hay biết không lầm lẫn, thức thức tỉnh không lầm lẫn, mà luôn rõ ràng hay biết. Thì vậy là cái việc tu tập chúng ta vững như cái kiền bốn chân chứ không còn ba chân nữa. Bốn gốc chúng ta đạp đất không còn chinh nghiêng được nữa. Tức là trong ngủ trong thức mà mình tỉnh tỉnh thức, đi đứng nằm ngồi mà mình thức thức tỉnh thì không còn chuyện gì để bàn, đúng không? Còn nếu mà chúng ta có lúc mà chúng ta không tỉnh không thức thì sao? Là bị mê loạn. Cho nên cái việc mà chính của nhà thiền là luôn luôn là tỉnh tỉnh thức và thức thức tỉnh rồi, không thiêu không bớt, không có cần thêm cái gì nữa. Hôm đây thì chúng ta có thể lấy cái này làm cái gì, cái câu nhắc nhở công phu của chúng ta. Hãy luôn tỉnh tỉnh thức và luôn luôn thức thức tỉnh. Tức là luôn luôn tỉnh và rõ biết, luôn luôn rõ biết và tỉnh táo, không có lầm mê duyên cảnh. Từ cái duyên cảnh bên ngoài cho tới trong tự tâm của chúng ta xảy ra bất kỳ một cái gì thì chúng ta luôn luôn ở nơi tỉnh tỉnh thức đó, ở nơi thức thức tỉnh đó mà chúng ta sống. Thì bây giờ chúng ta nhận ra cái sống là tỉnh tỉnh thức, cái thức thức tỉnh của mình thôi, như đó là đủ. Như đó là có thể làm cho chúng ta không bị mê lầm trong sanh tử luân hồi này. Từ cái cuộc sống bình thường, ví dụ như bây giờ trong đời thường thôi, trong cái việc giao tiếp với nhau chúng ta cũng tỉnh tỉnh thức là thức thức tỉnh. Cho tới đi đứng nằm ngồi ngủ thức của chúng ta cũng là tỉnh tỉnh thức và thức thức tỉnh. Cho tới cái việc mà chúng ta bỏ thân này cũng trong cái tỉnh tỉnh thức và thức thức tỉnh. Thì cái tỉnh thức này là không mê lầm, không bị mê loạn. Thì vậy là cái thức thức tỉnh này không phải là cái sanh tử, tại vì nó tỉnh thức để nó rõ biết sanh tử, nó thức tỉnh để nó luôn rõ biết sự dao động đúng sai hay dở trong cuộc đời này. Thì nó không phải là cái đúng cái sai, không phải là cái phải cái quấy, không phải là cái chết và cái sống nữa. Thì cái tỉnh thức, cái rõ biết của mình nó vốn là cái tâm và cái Phật của mình. Tức là đây là cái tâm Phật thực sự, luôn luôn tỉnh thức và thức tỉnh chứ không có chút phút nào lầm mê. Người nào nơi đây tin được đến tên đỉnh Tỳ Lô cất bước đi. Tức ai mà tin và nhận được cái tỉnh thức và cái thức tỉnh này, thì tới cảnh Tỳ Lô Giá Na, tức là cái cảnh thanh tịnh sáng suốt, nhiệm màu chúng ta tự tại vô ái ngại, không bị sanh tử luân hồi tiếp nối nữa. Còn nếu như chúng ta mà không nhận biết được chỗ này, chúng ta tìm một cái công phu nào khác ngoài cái này, thì coi chừng là chúng ta sẽ không đi đúng cái đường của Đức Phật dạy. Thì đến đây là ngài hét một tiếng để kết thúc cái bài Phật Tâm. Bây giờ học cái bài Phật Tâm từ đầu tới giờ chúng ta chỉ nhận mấy chữ này thôi, đúng không? Đủ rồi. Tức là phải tỉnh tỉnh thức và thức thức tỉnh là đủ. Không cần cái gì. Thì từ đây thì sao, là trong mọi thời mọi lúc trong đời sống còn lại của mình là mình luôn tỉnh tỉnh thức và thức thức tỉnh. thức tỉnh và lúc nào chúng ta cũng không mê được. Chứ từ chúng ta rớt cho chỗ này rồi là luôn luôn sáng suốt trong ngần, luôn luôn sáng suốt trong ngần và không bị bất kỳ cái gì có thể làm lầm chúng ta được. Lúc nào chúng ta lầm là hết tỉnh rồi, đúng không? Lúc nào chúng ta mà không có thức á, tức là chúng ta mê ngủ, thì chúng ta mới bị lầm lẫn. Còn luôn mà tỉnh tỉnh thức mà thức thức tỉnh nữa là hết đường để chúng ta lầm mê. Thì mong rằng là tất cả chúng ta đều nhận được đây làm cái sự sống mới cho mình. Tức là từ đây về sau chúng ta luôn là người tỉnh tỉnh thức và thức thức tỉnh là đủ, không cần thêm bớt nữa. Để quý vị tự tại trên cái đảnh Tỳ Lô Giá Na của chính mình, tức là tự tại trong pháp giới mười phương, không bị sinh tử luân hồi cuốn chúng ta đi nữa. Chúng ta là người tự tại trong sanh tử thực sự, để chúng ta có thể làm chủ được chúng ta ngay trong đời sống này. Tức là ngay tại đây chúng ta là người tỉnh tỉnh thức thì không còn có chuyện gì để bàn.
Chúng ta là người thức thức tỉnh thì không có chuyện gì để nói nữa. Phiền não, khổ đau nó sẽ được tan biến bởi cái tỉnh thức này. Chúng ta lầm mới thanh phiền não, chúng ta mê mới sanh phân biệt. Chứ còn nếu mà chúng ta tỉnh thức thì phiền não và cái phân biệt không còn, tự tan biến lên. Thật ra là đây là một cái loại công phu mà chúng tôi thấy là nó rất là hay, rất là hay. Nếu chúng ta luôn luôn tỉnh tỉnh thức và thức thức tỉnh thì hết lời để bàn ha. Rất mong là chúng ta sẽ sống được như vậy trong cái cuộc đời còn lại của mình, để tất cả chúng ta đều là những người tỉnh tỉnh thức và thức thức tỉnh, không bị lầm nữa. Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Rồi quý vị chắp tay hồi hướng chúng ta nghỉ. Chúng sinh vô biên thề nguyện độ phiền não vô tận, thể nguyện đoạn ai pháp môn sự ai Phật đạo vô thường, thể nguyện thành. Pháp giới chúng sinh thoát ly luân hồi khổ, Phật đạo trong viên thành. Nguyện đem tâm thanh tịnh cầu Pháp giới chúng sinh thoát ly luân hồi khổ, Phật đạo trong viên thành.